Thanh Liên chi đỉnh. Chương 3641, hải đường về nhà. Thanh ly hải vực, Thiên Long đảo, Cửu Long điện. Long Thanh Phong ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt băng lãnh, mấy chục vị trưởng lão phân trạm tại hai bên, thần sắc khẩn trương. Trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, trên đầu các có một cái kinh khủng huyết động. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Cửu Long cung cung chủ, ai có ý kiến? Đây chính là hạ tràng Long Thanh Phong chỉ vào ba bộ thi thể nói, ba người này tham dự truy sát Bạch Yêu Yêu cùng Long Thanh Phong, bị Long Thanh Phong tiêu diệt, giết gà dọa khỉ. Long Tiêu cùng Mộ Vũ Tình không biết tung tích, Long Thanh Phong cũng lười đến tìm Long Tiêu. Là cung chủ. Tất cả trưởng lão trăm miệng một lời nói, thần sắc cung kính. Cửu Long cung hiện tại không lớn bằng lúc trước, Long Tiêu mang đi nhiều vị hợp thể kỳ trưởng lão, khó được Long Thanh Phong nguyện ý trở về tọa trấn Cửu Long cung bọn họ cầu còn không được. Nếu không phải Long Thanh Phong trở về, Cửu Long Cung chỉ sợ đều muốn bị đối địch chủng tộc diệt. Truyền mệnh lệnh của ta, không cho phép chủ động cùng nhân tộc phát sinh xung đột, cùng nhân tộc tạo mối quan hệ, chủ yếu là đối phó vô tộc, huyết kình tộc. Long Thanh Phong phân phó nói. Bạch Yêu Yêu cùng Vương Như Ý đều là nhân tộc, Long Thanh Phong cũng không cừu thị nhân tộc. Là, cung chủ. Tất cả trưởng lão đáp ứng long thanh phong bàn giao vài câu để bọn hắn lui xuống vương như ý từ thiên điện đi ra mở lời nói ra vẫn là phái người tìm kiếm long tiêu cùng mộ vũ tình đi trảm thảo trừ căng bớt đêm dài lắm mộng thiên long đảo xây dựng đại hình truyền tinh trận có thể trực tiếp cùng vương gia liên hệ long thanh phong gật đầu nói chuyện này ta phái người đi làm là được rồi bọn họ nhảy nhót không được bao lâu hắn có thế đi đến hiện tại vương gia giúp bận rộn Hắn hiện tại đã là Cửu Long cung cung chủ, nếu như liền giải quyết Long Tiêu cùng Mộ Vũ Tình, đều muốn vương gia hỗ trợ, lộ ra hắn quá phế vật, Long Tiêu phái người giết Bạch Yêu Yêu, giết mẫu mối thù, Long Thanh Phong nhất định phải muốn chính tay đâm cừu nhân, tham dự đuổi giết bọn hắn Cửu Long cung trưởng lão đều không tại thế. Hắn cũng là nghĩ làm ra một điểm thành tích cấp vương gia nhìn xem, không nghĩ sự sự dựa vào vương gia. Vương Như ý gật gật đầu, không nói gì nữa. Phu nhân, ngươi an tâm tu luyện đi. Nơi này giao cho ta. Long Thanh Phong mở miệng nói ra. Vương như ý đáp ứng, quay người rời đi. Xuân đến thu đến, một ngàn năm thời gian trôi qua. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Giang nào đó mật thất đại môn mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, vẻ mặt tươi cười. Hắn tham khảo nhiều môn công pháp luyện thể cùng thủy thuộc tính công pháp, thôi diễn xuất một môn công pháp luyện thể, cử chuyển đoán linh chân kinh, cao nhất có thể lấy tu luyện tới đại thừa hậu kỳ. Vạn hải tiên kinh, chủ tu thuật pháp, không có luyện thể, vương trường sinh từ xích dung tộc, cổ lê tộc, âm mị tộc bảo khố lấy được nhiều môn công pháp, trong đó có đoán thể công pháp, dù sao cũng là dị tộc công pháp, tộc nhân có thể tu luyện, không có khả năng sung làm trấn tộc công pháp. Cử chuyển đoán linh chân kinh là vương trường sinh tự mình thôi diễn đoán thể công pháp, có thể làm trấn tộc công pháp truyền thừa tiếp. Vương Trường Sinh y nguyên tu luyện vạn hải tiên kinh, môn công pháp này uy lực không nhỏ, có khả năng tu luyện tới kim tiên trung kỳ, Vương Trường Sinh không có ý định đổi tu cử chuyển đoán linh chân kinh. Vương gia hiện tại có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ công pháp không hạ 30 môn, phần lớn là từ trên người địch nhân tịch thu được, chính có cử chuyển đoán linh chân kinh là vương trường sinh tự sáng tạo cửu chuyển đoán linh chân kinh cùng vạn hải tiên kinh đều sẽ làm vương gia trấn tộc công pháp truyền thừa tiếp hạch tâm tộc nhân mới có thế tu luyện không phải trấn tộc công pháp bất kỳ cái gì tộc nhân đều có thế tu luyện ngoại trừ thôi diễn công pháp vương trường sinh dùng bát giai huyền thủy viên thi thể luyện chế ra một bộ huyết nhục linh khôi lấy vương gia hiện tại thực lực này cổ huyết nhục khôi phái không lên tác dụng lớn chỉ là làm gia tộc nội tình tồn tại lưu cho hậu nhân khu sử Vương Trường Sinh lấy ra một mặt màu xanh pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra, Vĩnh Thiên, ngươi cùng Ngọc Hữu, đến một chuyến thanh liên phong, ta luyện chế ra một bộ huyết nhục linh khôi, ngươi tồn nhập trong bảo khố. Vương Ngọc Hữu là vương viễn giang hậu nhân, đã tu luyện tới hợp thể kỳ, trước mắt phụ trách trong coi gia tộc bảo khố, chức vụ này tương đối thanh nhàn, thời gian tu luyện rất nhiều, mà lại đãi ngộ rất tốt. Vương Ngọc Hữu là pháp thể song tu, là vương gia trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân một trong. Là, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi màu xanh pháp bàn, đến đến nhất tọa màu xanh thạch đình ngồi xuống. Không có qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên cùng một tên cao lớn vạm vỡ kim sam thanh niên đi đến. Bái kiến lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên cùng kim sam thanh niên cuối người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào kim sam thanh niên trên thân, mặt lộ vẻ tán thành, nói ra, Ngọc Hữu, nhục thân tu luyện không sai, tu luyện trên có hay không gặp được vấn đề gì? Nói cho ta một chút. Vương Ngọc Hữu đưa ra vài cái nghi vấn, Vương Trường Sinh cẩn thận giải đáp. Đây là ta luyện chế ra tới huyết nhục linh khôi, lấy bát giai huyền thủy viên thi thể luyện chế mà thành, các ngươi thu nhập bảo khố đi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái lam sắc trữ vật giới, đưa cho Vương Ngọc Hữu vương thanh phong đã luyện chế ra bát giai khôi lỗi thú đại thừa tu sĩ có thể khống chế bất quá bát giai khôi lỗi thú không chê nhiều vương gia tự dưỡng không ít hải viên cùng tuyết viên bọn chúng đều có sơn nhạc cự viên huyết mạch vương ngọc hữu tiếp nhận trữ vật giới thần thức quét qua nhẹ gật đầu đem trữ vật giới đưa cho vương vĩnh thiên vương vĩnh thiên xác nhận không sai phía sau hắn mới thu hồi trữ vật giới đúng rồi lão tổ tông Huyền Thanh phái vì tân tấn đại thừa tu sĩ tổ chức khánh điển, mời chúng ta vương gia tham gia, lâm tiền bối mời ngài tham gia, vương Vĩnh Thiên báo cáo, huyền Thanh phái lại xuất hiện đại thừa tu sĩ, tổ chức khánh điển, mời vương gia. Khi nào lúc tổ chức? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Ngàn năm sau đi. Vương Vĩnh Thiên chi tiết nói. Tùy tiện phái một vị đại thừa tu sĩ tiến về là được, ta thì không đi được, ta muốn bế quan tìm tu vương trường sinh phân phó nói vương gia cùng huyền thanh phái giao tình không sâu hắn không cần thiết tự mình tiến về hiện tại tộc nội đại thừa tu sĩ không ít phái một tên đại thừa tu sĩ tham gia là được vậy ta phái ngọc lam cùng quý diệp đi thôi vương vĩnh thiên đề nghị đạo loại sự tình này ngươi quyết định là được vương trường sinh chẳng hề để ý nói vương vĩnh thiên đang muốn trả lời lấy ra một mặt màu vàng kim nhạc pháp bàn đánh vào một đạo pháp quyết sắc mặt ngưng tụ nói ra lão tổ tông có một vị tự xưng gọi vương trường nguyệt nữ tu sĩ thượng môn bái phỏng vương trường nguyệt các ngươi lui ra đi vương trường sinh đầu tiên là sững sờ rất nhanh kịp phản ứng hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi bay ra thanh liên phong thanh liên đảo ngoại một tên ngũ quan phổ thông váy đen thiếu nữ đứng tại trên bầu trời vẻ mặt chờ mong váy đen thiếu nữ chính là đổi dung đổi mặt dịp hải đường nàng biết linh tu bài xích ma tộc không nghĩ cấp vương gia trêu chọc phiền toái không cần thiết đặt ý đổi dung đổi mặt một đạo lam sắc trường hồng bay ra lạc trước mặt dịp hải đường hải đường là ngươi a vương trường sinh thanh âm có chút run rẩy vài vạn năm cuối cùng là gặp lại dịp hải đường là ta cửu cửu đã lâu không gặp dịp hải đường cười như rực rỡ hoa thần sắc kích động đi vào nói nói Vương Trường Sinh mang theo Diệp Hải Đường tiến nhập Thanh Liên Đảo, đến đến Thanh Liên Phong, Diệp Hải Đường ngủ qua một cái mơ hồ, khôi phục mặt thật. Vương Trường Sinh cấp Ung Như Yên phát một chương truyền âm phù, không có qua bao lâu, Ung Như Yên từ mật thất đi ra. Nàng thuận lợi mở đệ nhị khiếu, đồng thời đem linh vực tu luyện tới Đại Thành, nếu không phải Vương Trường Sinh cho nàng phát truyền âm phù, nàng sẽ còn tiếp tục lĩnh hội linh vực. Phu nhân, Hải Đường trở về, nàng tiến vào Đại Thừa Kỳ. Vương Trường Sinh hưng phấn nói. Vương gia tu sĩ đã vượt qua trăm vạn, rất nhiều tộc nhân đều chưa từng gặp qua Vương Trường Sinh chân nhân, có thể nhường Vương Trường Sinh để ở trong lòng tộc nhân cũng không nhiều, Diệp Hải Đường có khả năng đứng vào trước mười. Diệp Hải Đường là hắn nhìn xem lớn lên, là Vương gia xuất không ít lực. Hải Đường, cùng chúng ta nói một chút ngươi những năm này kinh lịch, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xuất sự, còn tốt ngươi bình an vô sự. Cung Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói. Diệp Hải Đường gật gật đầu, nói lên tự mình những năm này kinh lịch. Nàng cùng hợp thể kỳ ma tộc tiến nhập thiên khắp ma tôn đạo trường tầm bảo, thiên khắp ma tôn là đại thừa tu sĩ, cùng huyền phù thánh tổ là cùng một cái thời kỳ đại năng. Diệp Hải Đường lấy được không ít tài nguyên, bao quát một chiếc vượt linh bảo thuyền cùng một cái phá giới bảo vật, nàng tiến giai đại thừa kỳ phía sau, tìm tu hơn nghìn năm, lập tức khống chế vượt linh bảo thuyền tiến về huyền dương giới, thật vất vả chạy tới huyền dương giới. Hải Đường, những năm này khổ ngươi." Vương Trường Sinh cảm thán nói. "Ta không tính khổ, cửu cửu cùng cửu nương mới khổ, ta không thể đi theo các ngươi bên người hỗ trợ, bằng không thì các ngươi có khả năng nhẹ nhõm một điểm." Diệp Hải Đường vẻ mặt tự trách. "Cái này cũng không trách ngươi, ai có thể nghĩ tới ngươi hội lưu lạc đến Hắc La giới, nếu không phải các ngươi lợi dụng chân ma chi khí quán thể, trở thành ma tộc, đã sớm thân tử đạo tiêu." Uông Như Yên an ủi đúng vậy a à. ngươi không có việc gì liền tốt vương trường sinh rất là tán thành vương mạnh bân vương thanh sơn diệp hải đường cùng vương anh kiệt đều là từ hạ giới phi thăng trải nghiệm của bọn họ cũng không giống nhau vương thanh sơn tương đối thuận lợi một chút vương anh kiệt tao ngộ nguy hiểm nhất diệp hải đường kinh lịch nhất vì khó khăn trắc trở đúng rồi cửu cửu đây là ta từ thiên thấp ma tôn đạo trường lấy được vật liệu luyện khí ngươi hẳn là dùng tới được Diệp Hải Đường nhớ ra cái gì đó, lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc cùng một cái hộp ngọc màu xanh. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc cùng hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa một khối màu xanh nhạt tinh thạch, tinh thạch mặt ngoài có một ít kim sắc điểm lấm tấm, kim sắc ban điểm bất quy tắc phân bố, trong hộp ngọc thì là một khối lớn chừng cái trứng gà kim sắc ngọc thạch, kim sắc ngọc thạch mặt ngoài có hình quang lấp lóe. Vương Trường Sinh, Thanh Di Tinh Kim Huỳnh Ngọc, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, Vương gia lấy được không ít thiên hương ngọc thư giới thiệu không ít tiên giới vật liệu thanh di tinh là luyện chế đưa tinh tiên khí tài liệu chính kim huỳnh ngọc thì là luyện chế công kích tiên khí vật liệu hai thứ này vật liệu đều là tào gia tại thu thập vật liệu bất quá chỉ dựa vào hai loại vật liệu chưa chắc có thế đổi được cử chuyển chân linh đan cửu cửu hai thứ này vật liệu rất trân quý a à? diệp hải đường tò mò hỏi vương trường sinh nói rõ sự thật diệp hải đường là người một nhà không cần thiết giấu giếm. Thiên khắp ma tôn diệt qua vài vị đại thừa hậu kỳ linh tu, đoán chừng là từ linh tu trên thân lấy được, cửu cửu có thể dùng tới liền tốt. Diệp hải đường khẽ cười nói. Hai thứ đồ này càng trân quý, diệp hải đường càng cao hứng. Hải đường, đây là hai khỏa vạn linh đạo quả, còn có linh vực phương pháp tu luyện cùng khai khiếu bí pháp, ngươi thu cất đi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu xanh trữ vật trạc, đưa cho Diệp Hải Đường hắn đã cùng cái khác đại thừa tu sĩ hỏi qua, khai khiếu bí pháp thích hợp với bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần tìm được vật liệu liền có thể khai khiếu. Cửu cửu, này quá quý giá, ta muốn một khỏa vạn linh đạo quả là được rồi. Diệp Hải Đường nói, chúng ta có rất nhiều vạn linh đạo quả, ngươi tự thu cất đi. Hy vọng ngươi có thế triệt để nắm giữ linh vực, đến nỗi khai khiếu, chính ngươi đi tìm tài liệu, nhớ kỹ, khai khiếu bí pháp là gia tộc chúng ta tuyệt mật, không thể cho ngoại nhân nhìn. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, hắn cho Lạc Huyền Anh khai khiếu đại pháp ba tầng trước phương pháp tu luyện, chính có Vương gia hạch tâm tộc nhân mới có thể thu hoạch được. Diệp Hải Đường gật gật đầu, đáp ứng. Có thể nhường Vương Trường Sinh coi trọng như vậy, môn này khai khiếu bí pháp khẳng định không đơn giản. Cửu cửu, ta không có cách nào lâu dài chờ tại Huyền Dương giới, các ngươi cũng rõ ràng, linh tu rất bài xích ma tộc, Diệp Hải Đường mặt lộ vẻ khó xử nàng cũng nghĩ lưu tại vương trường sinh bên người, bất quá ma tộc cùng linh tu thế bất lưỡng lập, tin tức truyền ra đối với vương gia không có chỗ tốt, trừ cái đó ra, nàng tại huyền dương giới không có cách nào tu luyện. Diệp hải đường tu luyện muốn hấp thu chân ma chi khí, bài xếp linh khí, vạn linh đạo quả là nhường nàng có được vạn linh đạo thể, có thể ăn. Ta minh bạch, bất quá ngươi khó được đến một chuyến, ở thêm một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh tỏ ra là đã hiểu, hắn cùng tào ngọc chân nghe qua tiên giới không có cái này hạn chế ma tu cùng linh tu đều có thể khu sử tiên khí thể nội đều là tiên nguyên lực diệp hải đường lợi dụng chân ma chi khí quán thể trở thành ma tộc muốn khôi phục linh tu thân vận tựu khó khăn nếu là có may mắn phi thăng tiên giới vậy liền không có hạn chế diệp hải đường khẽ thở vào nhẹ nhõm cười nói ra ta cũng là nghĩ như vậy thanh sơn biểu ca bọn họ đâu thanh sơn đang bế quan lĩnh hội linh vực đúng huyền phù thánh tổ tại ma giới lộ diện a vương trường sinh tò mò hỏi không có hắn rất nhiều năm đều không hề lộ diện bất quá hắn luyện chế ra tới bí phù vẫn là hàng bán chạy còn truyền xuống nhiều môn cường đại bí thuật thiên sát ma quân mấy vị thánh tổ chính là nắm giữ những này bí thuật mới che nhập ma giới thập đại thánh tổ diệp hải đường chi tiết nói nàng nhớ ra cái gì đó tiếp tục nói ra đúng rồi cửu cửu ta nghe nói ngươi đánh bại thiên sát ma quân các ngươi phải cẩn thận một chút thiên sát ma quân cùng vài vị thánh tổ quan hệ không tệ không chừng hội tìm các ngươi gây phiền phức bọn họ cũng không phải tốt chung đụng chủ một lời không hợp diệt tộc diệt tông diệp hải đường đang trên đường tới nghe nói vương trường sinh đánh bại thiên sát ma quân sự tích này sự tình đã truyền ra vương trường sinh thanh danh phóng đại không gì hơn cái này vừa đến vương trường sinh gián tiếp giao ác thiên sát ma quân yên tâm bọn họ thật dám đến tìm chúng ta gây phiền phức định để bọn hắn có đến mà không có về. Quân như yên lòng tinh tràn đầy, nàng cùng Vương Trường Sinh đều mở lưỡng khiếu, chờ nàng đem linh vực tu luyện tới đại viên mãn, đụng phải khai tam khiếu đại thừa tu sĩ cũng không sợ. Vậy là tốt rồi, ta hội lưu ý bọn họ động tĩnh, nói đến, thiên ma song thánh cùng thiên sát ma quân quan hệ cũng không tệ lắm, ta có cơ hội dò ra được một chút cơ mật tin tức. Diệp Hải Đường Trịnh Trọng nói, nàng y nguyên đảm nhiệm chức vụ tại thiên ma cung, thiên ma cung hai vị cung chủ bị ngoại giới xưng là thiên ma song thánh, bọn họ đều là huyền phù thánh tổ thủ hạ. Thiên ma song thánh, thiên sát ma quân cùng thiên phù phu nhân đều là huyền phù thánh tổ thủ hạ, huyền phù thánh tổ nhiều năm không lộ diện, huyền phù cung danh tồn thực vong, bọn họ tự lập môn hộ, lẫn nhau kết minh, cùng chung mối thù. An toàn của ngươi trọng yếu nhất, chúng ta cũng không sợ bọn họ, vương trường sinh dặn dò. Ma giới cùng huyền dương giới cách xa nhau nhiều cái giao diện, đưa tin không tiện diệp hải đường muốn là lộ ra chân ngựa vương trường sinh muốn hỗ trợ đều không thể giúp nói chuyện phiếm hơn phân nửa ngày sắc trời tối xuống diệp hải đường tại thanh liên phong ở sáng ngày thứ hai vương trường sinh kêu tới vương thanh phong cùng đổng tuyết ly đem diệp hải đường giới thiệu cho bọn hắn nhận biết vương thanh thành cùng tôn nguyệt kiều tại thương hải vương anh kiệt liễu hồng tuyết bạch ngọc kỳ vương thanh sơn vương mạnh bân cùng bạch linh nhi đang bế quan tu luyện cái khác đại thừa tu sĩ đối dịp hải đường tới nói chính là người xa lạ. Hải đường biểu tỷ đã sớm nghe cha mẹ nhấc lên ngươi, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân Vương Thanh Phong vừa cười vừa nói. Đổng Tuyết Ly nói ra, đúng vậy a à. Cha mẹ thường xuyên theo chúng ta nhấc lên ngươi, đương sơ còn phái rất nhiều người tìm hiểu tin tức của ngươi. Nếu không phải phi thăng ma giới, ta đã sớm tìm đến cửu 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 nương. Diệp Hải Đường cảm thán nói. Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì, lấy ra nhất mặt màu xanh truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mời hắn vào đi. Ta tại nên khách sảnh tiếp đại hắn. Vương Trường Sinh phân phó nói. Là, lão tổ tông. Truyền tấn bàn truyền đến Vương Vĩnh Thiên Thanh Âm. Tứ quý kiếm tôn đã tới, các ngươi trước trò chuyện, ta đi gặp một lần hắn. Vương Trường Sinh chào hỏi một tiếng, trời đi thanh liên phong, tới đến ngân khách sảnh. cũng không lâu lắm tứ quý kiếm tôn đi đến mặt mỉm cười hắn đã tiến vào đại thừa kỳ đã sớm nghĩ tới tới huyền dương giới bái phỏng vương trường sinh bất quá thái nhất cung không có vị thứ hai đại thừa tu sĩ hắn căn bản đi không được thái nhất cung xuất hiện vị thứ hai đại thừa tu sĩ huyền vũ đại lục bộc phát chủng tộc đại chiến vị thứ hai đại thừa tu sĩ bất hạnh gặp nạn tứ quý kiếm tôn đành phải tiếp tục lưu lại thiên yêu giới thật vất vả lại xuất hiện mới đại thừa tu sĩ, tứ quý kiếm tôn lúc này mới có thể tiến về huyền dương giới. Vương đạo hữu, ta tại thiên yêu giới cũng nghe nói sự tích của ngươi, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Tứ quý kiếm tôn vừa cười vừa nói, trước mắt hắn là đại thừa sơ kỳ. Hắn sau vương trường sinh đại hơn 4.000 năm, vương trường sinh cái sau vượt cái trước, chẳng những tu vi vượt qua tứ quý kiếm tôn, thanh danh cũng truyền khắp mấy chục cái giao diện, so sánh dưới, Tứ quý kiếm tôn danh khí giới hạn tại thiên yêu giới. Lý đạo hữu không cần khách khí, vương mổ đối ngươi kính đã lâu đã lâu. Vương Trường Sinh đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV khẽ cười nói, vị nào đại thừa tu sĩ không có cơ duyên, chỉ là cơ duyên lớn nhỏ không đều dạng thế thôi. Vương Trường Sinh có thể vượt qua cái khác đại thừa tu sĩ, một là tiên giới mảnh vỡ tại huyền linh đại lục hiện thế, hai là huyền anh khai khiếu đại pháp, ba là giao diện đại chiến, nếu không phải nhiều cái thế lực lớn vì tranh đoạt càng không bình ra tay đánh nhau thế lực tẩy bài vương trường sinh rất khó chiếm được nhiều kiện huyền thiên chi bảo cùng khai chiếu vật liệu chiến tranh vĩnh viễn là tốt nhất tẩy bài phương thức mỗi khi bộc phát đại chiến chắc chắn sẽ có uy tín lâu năm thế lực suy sụp xuống thậm chí bị diệt mới phát thế lực cuộc khởi không có giao diện đại chiến vương trường sinh muốn luyện chế ra huyền thiên chi bảo rất khó khăn quan là thu thập vật liệu liền phải tốn hao không ít thời gian tứ quý kiếm tôn cười nhạt một tiếng nói ra vương đạo hữu khách khí hiện tại nhất lên thái hạo chân nhân cùng thiên cầm tiên tử ai không biết ai không hiểu nhất lên lão phu chỉ sợ không có vài người biết lý đạo hữu ngươi lần này tới là phải mang theo thái nhất tiên môn đệ tử a hai vương trường sinh thuận miệng vấn đạo tại vương gia nâng đỡ dưới thái nhất tiên môn phát triển rất không tệ có vài vị hợp thể tu sĩ có quyết định này Bất quá ta chủ yếu là tới bái phỏng vương đạo hữu, thuận tiện nghe ngóng hạ thiên lang chân quân tin tức, vương đạo hữu có thiên lang chân quân tin tức. Tứ quý kiếm tôn tò mò hỏi. Thiên lang chân quân. Không rõ lắm, ta hỏi một chút tộc nhân. Vương trường sinh lấy ra nhất mặt màu xanh truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay. Tiến vào đại thừa kỳ phía sau, vương trường sinh vội vàng tu luyện cùng lĩnh hội linh vực, về sau bột phát giao diện đại chiến, hắn thì càng bận rộn không thế nào chú ý huyền quan đại lục tình huống vương gia tại huyền quan đại lục phái ở cao thủ thành lập đại hình truyền tinh trận thuận tiện liên hệ thiên lang chân quân tiến vào đại thừa kỳ bất quá hắn hành tung bất định không biết đạo trước mắt ở nơi nào vương trường sinh chi tiết nói dựa theo vương vĩnh thiên cung cấp tình báo huyền quan đại lục nhiều cái chủng tộc hang ổ bị thần bí đại thừa công phá tử thương thảm trọng không nhất may mắn còn tồn tại huyền quan đại lục hiện tại là lòng người bàn hoàng. Thiên lang chân quân có thế tại huyền quang đại lục tiến vào đại thừa kỳ, chính xác không dễ dàng. Tứ quý kiếm tôn gật gật đầu, cùng vương trường sinh nói chuyện phím đứng lên, hắn hỏi luận đạo đại hội tình huống, từng cái tiếp mục đại thừa cường giả, vương trường sinh thành thật trả lời. Vương trường sinh hỏi tứ quý kiếm tôn tại hạ giới kinh lịch, tứ quý kiếm tôn từng cái đáp lại. Lý đạo hữu, người khó được tới một chuyến huyền dương giới, không ngại tại thanh liên đảo ở lại, nói không chừng có thể tiến nhập tiên giới mảnh vỡ tầm bảo. Vương Trường Sinh nhiệt tình nói. Vậy liền quấy rầy, Vương Đạo Hữu, tứ quý kiếm tôn đáp ứng. Nói chuyện phím hơn hai canh giờ, Vương Trường Sinh kêu tới Vương Vĩnh Dương, nhường nàng cấp tứ quý kiếm tôn bố trí chỗ ở, tứ quý kiếm tôn tại thanh liên đảo ở lại. Vương Trường Sinh trở lại thanh liên phong, nhìn thấy Vương Xuyên Minh cùng Vương Tông Vân đang cùng uông như yên báo cáo tình huống xuyên minh ngươi tiến vào đại thừa kỳ rồi vương trường sinh hơi kinh ngạc may mắn mà có lão tổ tông ban thưởng bảo vật không phải đâu tôn nhi chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu vương xuyên minh nói đơn giản một cái kinh nghiệm của bọn hắn bọn hắn ngồi cửu nguyên hào rời đi thiên khung giới bất quá cửu nguyên hào cũng không có lập tức trở về huyền dương giới mà là đi cái khác giao diện làm ăn nhiều lần trằn trọc gần nhất mới trở về huyền dương giới Vương Quý Diệp khống chế thiên hỏa hào tiến về thiên linh đại lục thu thập tu tiên tài nguyên, đụng phải Vương Xuyên Minh chờ người, liền đem bọn hắn mang trở về. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, nói ra, trở về liền tốt, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xuất sự nữa nha. Lão Tổ Tông, các ngươi diệt sát Đông Sơn, đánh bại thiên sát chân quân sự tích đã truyền khắp mấy chục cái giao diện, bất quá ngoại giới truyền ngôn ngài trên người có lôi hạnh ngọc tiên quả, đoán chừng có người hội đánh chúng ta gia tộc chủ ý vương xuyên minh trịnh trọng nói ta đã biết được này sự ngươi thân là ám đường đường chủ lưu ý một cái này sự chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch nhân ở trong tối không dễ đối phó vương trường sinh phân phó nói vương xuyên minh vỗ ngực đáp ứng đây là bổn phận của hắn tông vân ngươi tiến vào hợp thể đại viên mãn có thể cân nhắc xung kích đại thừa kỳ gia tộc sẽ cho ngươi cung cấp linh vật vương trường sinh ánh mắt rơi vào vương tông vân trên thân vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Tông Vân, Vương Tông Lãng cùng Vương Tông Khuyết đều là theo ngươi hạ giới phi thăng tộc nhân, Vương Tông Lãng thân tử đạo tiêu, Vương Tông Khuyết nhanh chết tại tâm ma quan, hiện tại chỉ còn lại Vương Tông Vân. Vương Tông Vân liên thanh đáp ứng, nàng đang có ý này, Vương gia hiện tại giàu đến chảy mở, có thể cấp tộc nhân cung cấp sung kiếp đại thừa kỳ linh vật cùng bảo vật. Nói chuyện phía một chén trà thời gian, Vương Xuyên Minh cùng Vương Tông Vân lui xuống. Phu nhân, ngươi nhanh đem linh vực tu luyện tới đại viên mãn đi. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Nhanh, không dùng được mấy trăm năm đi. Ung Như Yên tính ra nói, tham gia luận đạo đại hội trước đó, nàng liền đem linh vực tu luyện tới đại thành, trở về huyền dương giới phía sau, đại bộ phận thời gian cũng tại tu luyện linh vực. Vậy là tốt rồi, Vương Trường Sinh mặc lộ vẻ vui mừng, Vương gia hiện tại có bác vị khai khiếu giả, theo thứ tự là Vương Trường Sinh, cung Như Yên, Vương Thanh Sơn, vương mạnh bân vương thanh phong vương nhất đao bạch ngọc kỳ liễu hồng tuyết đều là tu luyện huyền anh khai khiếu đại pháp khai khiếu này đã tương đối khá còn kém một dạng tài liệu vương trường sinh liền có thể khai đệ tam khiếu vương sâm đi tới vẻ mặt nghiêm túc nói ra chủ nhân huyền thiên tiên đằng có biến hóa biến hóa gì vương trường sinh nhíu mày nói ba cái hồ lô bỗng nhiên tiêu thất chỉ còn lại hai cái hồ lô tin tức cốt là trong năm ngàn năm, hồ lô hội thành thục, trở thành huyền thiên chi vật. Vương Sâm vừa nói, một bên lấy ra một khỏa màu xanh nhạt thủy tinh cầu, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh rót vào pháp lực, màu xanh thủy tinh cầu phun ra một đạo thanh quang, có thể nhìn thấy huyền thiên tiên đằng hư ảnh. Ngũ cái hồ lô treo phía trên huyền thiên tiên đằng, ba cái hồ lô bỗng nhiên nhanh chóng khô héo, hai cái hồ lô cao lớn hơn không ít. Vương Trường Sinh cho mày, hắn tự xếp dung tộc, cổ lê tộc, âm mị tộc tàn kinh các lấy được không ít điển tịch, trong đó có ghi lại huyền thiên chi một điển tịch. Dựa theo điển tịch ghi lại, huyền thiên tiên đằng hội kết xuất nhiều cái hồ lô, tại sinh trưởng quá trình bên trong, hồ lô số lượng hội giảm bớt, cũng có thể là toàn bộ bảo tồn lại. Chân linh thế gia tiền gia cũng có một gốc huyền thiên tiên đằng, kết xuất ba cái hồ lô, bất quá tiền gia chỉ là luyện chế ra một cái huyền thiên chi bảo phần thiên hồ, cổ lê tộc diệt đi tiền gia, phần thiên hồ cũng tại đại chiến bên trong hủy đi năm ngàn năm a vương trường sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì hắn có thể dùng tạo hóa ngọc lộ thuốc huyền thiên tiên đằng bất quá không cần thiết năm ngàn năm mà thôi hắn chờ được lãnh tộc dùng đại lượng tạo hóa ngọc lộ bồi dưỡng ra một cái huyền thiên chi bảo trên tay hắn còn có một bình tạo hóa ngọc lộ phải dùng tạo hóa ngọc lộ bồi dưỡng suốt một cái huyền thiên chi bảo căn bản không có khả năng bất quá hắn có thể dùng huyền thiên chi vật luyện chế huyền thiên chi bảo muốn là huyền thiên tiên đằng lại có biến hóa lập tức thông tri chúng ta vương trường sinh phân phó nói vương sâm đáp ứng nàng chủ yếu chức trách chính là chiếu cố huyền thiên tiên đằng đây là thuộc bổn phận sự tình vương trường sinh đi vào một gian mật thất xếp bằng ở bộ đoàn bên trên đã tọa điều tức thanh hồng giới thiên minh hải vực thiên minh đảo thiên minh tộc tổ địa Thiên minh tộc truyền thừa vượt qua trăm vạn năm, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, là thanh hồng giới đệ nhất đại tộc, ngoại trừ vài kiện huyền thiên chi bảo, còn có hơn 10 vị đại thừa tu sĩ. Hòn đảo Trung Bộ, nhất tọa hùng vĩ cao phong, đỉnh núi có nhất tọa ưu tỉnh trang viên, gạch xanh ngói lưu ly, đằng la thúy trúc, quái thạch lân tuân. Một tên dáng người mập lùng áo lam lão giả cùng một tên dáng người đầy đặn váy trắng thiếu phụ ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, đang nói gì đó đầu của bọn hắn trên đều có một cái vòng xoáy một dạng kim sắc linh văn tự nhiên mà thành hình thể cũng so với nhân tộc nhỏ một chút ngọc linh tử còn chưa tới a à? áo lam lão giả nhíu mày hỏi phú hải đại thừa trung kỳ mở lưỡng thiếu còn không có đoán chừng ở trên đường hắn đáp ứng tham gia bách tộc đại hội váy trắng thiếu phụ chi tiết nói bạch băng đại thừa hậu kỳ linh vực tu luyện tới đại viên mãn, mở nhất khiếu. Vậy là tốt rồi, hy vọng hắn có thể giúp chúng ta xem bói, lần trước mời hắn xem bói, chúng ta lấy được một đoạn hơn 50 vạn năm cửu khiếu tiên một, đại trưởng lão vượt qua cửu cửu lôi kiếp, đem cửu khiếu tiên một dẫn tới tiên giới, tiên giới tộc nhân luyện chế ra một cái phòng ngự tiên khí. Phú Hải nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ mơ ước, thiên minh tộc nội tình thâm hậu, không thiếu đồng dạng vật liệu, tiên giới tộc nhân để bọn hắn thu thập tu tiên tài nguyên, bất quá tiên nhân cần thiết vật liệu, hạ giới rất khó tìm đến, tương đối mà nói, linh mục dễ dàng hơn tìm tới, ngoại trừ tìm kiếm tu tiên tài nguyên, bọn họ cũng sẽ bồi dưỡng linh dược, linh mục, tộc nhân vượt qua cửu cửu lôi kiếp, liền mang theo cao năm linh dược, linh mục. Ngọc Linh tử thông thạo chim bạc chi thuật, hắn xem bói quả thật rất ít phạm sai lầm, nếu không phải đụng phải chân linh thất thủ kiêu, chúng ta có lẽ có thể có được càng không bình, đem này bảo đưa đến tiên giới, khẳng định là một cái công lớn. Bạch băng dùng một chủng tiết núi ngữ khí nói, thanh hồng giới cùng huyền dương giới cách xa nhau mười mấy cái giao diện, xuyên thẳng qua giao diện có nhất định phong hiểm, bọn họ nhận được tin tức, nhiều vị đại thừa tu sĩ ngồi vượt giới bảo thuyền, tiến về diệu âm giới, đi qua một cái giao diện thời điểm, bọn họ đụng phải chân linh thất thủ kiêu, ra tay đánh nhau, đã thương nặng thất thủ kiêu, vẫn là ba vị đại thừa tu sĩ thiên minh tộc lần nữa tổ chức nhiều vị đại thừa tu sĩ còn chưa tới đạt mục đích liền biết được càng không bình bị cướp tin tức tìm kiếm nhiều năm không có kết quả chỉ có thể dẹp đường hồi phủ ai có thể nghĩ tới thất thủ kiêu mở nhất khiếu bằng không thì nó cũng không phải tư đạo hữu đối thủ phú hải thở dài nói chân linh thất thủ kiêu đã hóa thành nhân hình chẳng những có thế kiếp bảo vật còn mở nhất khiếu mười phần khó chơi Cơ duyên loại chuyện này rất khó nói, chỉ có thể nói cơ duyên của chúng ta không đủ, chúng ta tại tiên giới tộc nhân đưa tin, càng không bình là vạn bảo môn luyện chế ra tới bảo vật, chúng ta thiên minh tộc thực lực xa không bằng vạn bảo môn, trêu chọc không nổi, càng không bình bất quá là hạ phẩm tiên khí, trân quý là tài liệu luyện chế, tìm tới ẩn chứa thời gian pháp tắc vật liệu, chúng ta tại tiên giới tộc nhân một dạng có thể luyện chế ra thời gian tiên khí. Bạch băng mở miệng nói ra hạ giới căn bản không có khả năng có ẩn chứa thời gian pháp tắc vật liệu đi. Có thể tìm tới một chút cao năm linh một cũng không tệ rồi. Phú Hải phân tích nói, vậy nhưng chưa chắc, theo ta được biết, huyền dương giới huyền linh thiên tôn lưu lại đạo trường, có mấy cái chủng tộc đại thừa tu sĩ may mắn tiến nhập đạo trường tầm bảo, tìm được luyện chế tiên khí vật liệu, trong đạo trường còn có không ít chân linh, nghe nói Quảng Vân giới Quảng Vân tán nhân tại trong đạo trường tìm tới huyền thiên chi bảo bạch băng vẽ mặt hâm mộ huyền linh thiên tôn đạo trường ngẫu nhiên xuất hiện chúng ta đi qua mười mấy lần huyền dương giới đều không có đụng phải đạo trường hiện thế không có cái cơ duyên này phú hải vẽ mặt tiếc nuối hắn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay lam sắc tiểu kính đánh vào một đạo pháp quyết một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên phú trưởng lão ngọc linh tử đến mau mời hắn đến nghênh khách sảnh chúng ta lập tức đi qua phú hải phân phó nói thu hồi lam sắc tiểu kính. Đi, chúng ta đi qua gặp một lần Ngọc Linh Tử. Phú Hải cùng Bạch Băng rời đi trang viên, đến đến ngân khách sảnh, không có qua bao lâu, một tên sắc mặt hồng nhuận ngân bào lão giả đi đến, ngân bào ánh mắt của lão giả là ngân sắc, màu da hiện màu bạc nhạt, hiển nhiên là dị tộc. Ngọc Linh Tử, Đại Thừa Trung Kỳ, mở nhất kiếu. Tác đạo hữu, đã lâu không gặp. Phú Hải cười chào hỏi. Hàng huyên vài câu, Ngọc Linh Tử nói lên chính sự, Phú Đạo Hữu, Bạch Tiên Tử, các ngươi không phải muốn thu thập di hồn tinh. Ta biết một cái địa mới có nhất tọa cỡ nhỏ di hồn tinh khoáng mạch, hai vị đạo hữu có hứng thú hay không? Cái gì? Di hồn tinh? Ở đâu? Phú Hải truy vấn, ngữ khí gấp rút. Di hồn tinh là luyện chế thần hồn loại tiên khí thượng giai vật liệu, đối với chân tiên tới nói, di hồn tinh đều là một chủng trân quý vật liệu luyện khí, cái này cũng là tiên giới tộc nhân để bọn hắn thu thập vật liệu. Nhất tọa cỡ nhỏ di hồn tinh khoáng mạch, giá trị không thể đo lường. Huyền Dương giới Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, đây là ta từ Ngọc hư chân quân tọa hóa động phủ lấy được, người này từng tiến vào đạo trường tầm bảo, hắn tại nơi nào đó phát hiện nhất tọa khoáng mạch, khai thác xuất một khối di hồn tinh. Ngọc Linh tự lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh cùng một khối đen nhánh tinh thạch, đưa cho Phú Hải cùng Bạch Băng. Phú Hải cùng Bạch Băng cẩn thận xem xét, xác nhận không sai phía sau, thần sắc kích động. Tác đạo hữu, Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường mở ra. Phú Hải truy vấn. Còn không có, đoán chừng nhanh, bách tộc đại hội kết thúc, chúng ta đi một chuyến Huyền Dương giới thử thời vận như thế nào? Ngọc Linh tử đề nghị. Tác đạo hữu, có chuyện nói thẳng đi. Di hồn tinh đối với ngươi không có tác dụng gì. Phú Hải ngữ khí trầm trọng. Ta hy vọng các ngươi cùng ta liên thủ, diệt sát một đầu chân linh, ta muốn chân linh chi hạch, thành tựu chân linh, ngoại trừ di hồn tinh, ta còn biết một gốc cửu khiếu tiên một vị trí. Ngọc Linh tử mặt lộ vẻ mơ ước, không có vấn đề, chúng ta có thể cùng ngươi liên thủ, ngươi tạm thời tại thiên minh đảo ở lại đi. Chúng ta thương nghị kỹ càng. Phú Hải Nhiệt tình nói. Tốt, kia tác mổ tự quấy rầy. Ngọc Linh tử đáp ứng, ma giới. Thiên yểm Đại Lục Thiên yểm Sơn Mạch ở vào Thiên yểm Đại Lục Trung Bộ, liên miên mấy ức dặm, nơi này là mộng yểm cung tổng đàn, mộng yểm cung truyền thừa lâu đời, mỗi một đời cung chủ đều sẽ mang theo mộng yểm ma quân pháp hiệu, bất quá ngoại giới bình thường xưng là mộng yểm thánh tổ. Một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện, đại điện bên trong có nhất tọa ngàn trượng đại màu đen pháp trận, một tên tư sắc hơn người váy đen Mỹ phụ đứng tại pháp trận bên cạnh, thần sắc cung kính váy đen mỹ phụ chính là mộng yểm thánh tổ đại thừa hậu kỳ mở lưỡng khiếu chuẩn bị độ cửu cửu lôi kiếp một cái vóc người khôi ngô hắc sam thanh niên hư ảnh phiêu phù ở pháp trận trên không ánh mắt uy nghiêm không sai lại có thể thu thập đến ma tủy ngọc ngân loại tài liệu này ngươi độ xong cửu cửu lôi kiếp phi thăng tiên giới thời điểm mang lên vật này đi nhớ kỹ tại ta nói cái chỗ kia phi thăng có khả năng rơi vào chúng ta thiên ma minh địa bàn nếu như rơi vào địa phương khác, vậy liền rất khó nói. Một vị từ âm ma giới phi thăng thánh tộc chính là rơi vào thiên minh tộc địa bàn, biến thành quán nô, tốt tại hắn tìm tới cơ hội chạy trốn xuất đến. Hắc Sam thanh niên hư ảnh mở miệng nói ra. Là, hứa trưởng lão. Mộng yểm thánh tổ trung thực đáp ứng. Thiên ma minh là mộng yểm cung tại tiên giới núi dựa, tại Bắc Hải tiên vực có nhất định quyền lên tiếng, nàng phi thăng tiên giới, tự nhiên hy vọng đầu nhập vào thiên ma minh, đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Ngươi an bài tốt người nối nghiệp không có. Có sự tình tốt phân phó bọn họ đi làm. Hắc Sam thanh niên hư ảnh mở miệng hỏi. Tất cả an bài xong, lưu đạo hữu có đại thừa trung kỳ tu vi, mở lưỡng khiếu, có thể tiếp nhận vị trí của ta. Mộng yểm thánh tổ chi tiết nói. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng người phía dưới giao tiếp một chút, tự độ cửu cửu lôi kiếp đi thiên ma minh cũng cần mới mẻ huyết dịch. Nói xong lời này, hắc sam thanh niên hư ảnh tán loạn không thấy. Mộng yểm thánh tổ khẽ thở vào nhẹ nhõm, cất bước đi ra ngoài. Huyền dương giới, huyền linh đại lục, thanh liên đảo. Thanh liên phong, vương trường sinh, diệp hải đường, quân như yên. Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Cửu cửu, cửu nương, Ta tại Thanh Liên đảo ngốc thời gian cũng không ngắn, cũng nên rời đi, ta hội lưu ý các ngươi muốn thu thập vật liệu." Diệp Hải Đường vẻ mặt không bỏ, nàng tại Thanh Liên đảo ở mấy năm, nàng rất không thích ứng hoàn cảnh nơi này, đều không có cách nào tu luyện. Ma giới tu sĩ cũng sẽ đến giới diện khác du lịch, có cơ hội thu thập đến linh tu cần vật liệu. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, nói ra, "Một mình ngươi tại ma giới, cẩn thận một chút, ít kết thù, thật trêu chọc đại địch." có thể lấy tới tìm chúng ta chúng ta giúp ngươi ra mặt đúng vậy a à. thanh liên đảo đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra vương như yên mở miệng nói ra biết cửu 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 nương ta sẽ cẩn thận các ngươi cẩn thận một chút muốn là cần ta hỗ trợ có thể đi thông qua hạ giới truyền tin trận liên hệ ta diệp hải đường nghiêm mặt nói một chút vương gia không tiện ra mặt sự tình có thể giao cho nàng giải quyết chúng ta hội ngươi trên đường cẩn thận, trở lại ma giới, lợi dụng truyền tin trận cho chúng ta báo cái bình an. Vương Trường Sinh dặn dò, Diệp Hải Đường hiện tại thực lực quá yếu, không thể giúp gì đó bận rộn, có thế chiếu cố tốt tự mình, vậy là được rồi. Tốt, các ngươi có rảnh cũng có thể đến ma giới nhìn ta. Diệp Hải Đường đứng dậy, cải biến khuôn mặt, Vương Thanh Phong tự mình đưa nàng rời đi thanh liên đảo. Phu nhân, ngươi có thể tiếp tục bế quan tu luyện linh vực vương trường sinh mở miệng nói ra Cung như yên gật gật đầu đang muốn nói cái gì vương trường sinh từ trong ngực lấy ra một mặt màu xanh truyền tấn bàn đánh vào một đạo pháp quyết vương vĩnh thiên thanh âm vang lên lão tổ tông quản vân giới nghe tiền bối tới chơi nghe đạo hữu hắn nhanh như vậy đã tới Cung như yên kinh ngạc nói luận đạo đại hội kết thúc mới hơn nghìn năm có lẽ là vì tiên giới mảnh vỡ đi vương trường sinh suy đoán nói bọn họ cùng nghe thiên long cùng rời đi trên đường trở về nghe thiên long nhất trực cùng vương trường sinh nghe ngóng tiên giới mảnh vỡ tình huống hắn đối với tiên giới mảnh vỡ bên trong chân linh cảm thấy rất hứng thú tự chính hắn a vương trường sinh mở miệng hỏi còn có nghe vũ đình cùng thiên hữu thần quân thiên hữu thần quân tiến vào đại thừa kỳ vương vĩnh thiên chi tiết báo cáo mời bọn họ đến ngân khách sảnh đi chúng ta cái này đi qua Vương Trường Sinh phân phó nói, thu hồi truyền tấn bàn, thiên hữu thần quân, nghe nói vận khí của hắn rất tốt, chẳng nhẽ hắn sẽ đụng phải tiên giới mảnh vỡ mở ra. Hung như yên vẻ mặt hiếu kỳ. Khả năng đi. Chúng ta đi gặp thấy một lần bọn họ đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến đến ngân khách sảnh, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, nghe Thiên Long, nghe Vũ Đình cùng Thiên Hữu Thần Quân đi đến. Nghe Đạo Hữu, Giang Đạo Hữu, đã lâu không gặp vương trường sinh cười chào hỏi cũng không bao lâu vương đạo hữu chúng ta lần này lại là muốn theo ngươi đổi huyền linh thiên tôn đạo trường địa đồ nghe thiên long vừa nói một bên lấy ra một cái màu xanh trữ vật trạc đưa cho vương trường sinh nghe thiên long mời huyền cơ thần quân xem bói huyền cơ thần quân nói cơ duyên của hắn tại huyền dương giới hắn cùng nghe vũ đình bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới huyền dương giới Tại Thiên Linh Đại Lục đụng phải Thiên Hữu Thần Quân, cùng nhau tới. Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường địa đồ, Vương Trường Sinh tiếp nhận trữ vật trạc, thần thức quét qua, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Trữ vật trạc bên trong có không ít vật liệu, có hai loại khai đệ nhị khiếu vật liệu, còn có một số cao năm linh dược. Không sai, chúng ta chỉ cần chân linh ẩn hiện địa đồ. Nghe Thiên Long nghiêm mặt nói. Hắn tại luận đạo đại hội giao hoán đến không ít vật liệu thuận lợi mở đệ nhị khiếu, bằng không thì hắn cũng không dám đánh chân linh chủ ý, thiên hữu thần quân vận khí rất tốt, bọn họ cùng thiên hữu thần quân đồng hành, đơn thuần là tìm vận may. Vương Trường Sinh tay lấy ra màu vàng kim nhạc gia thú, đưa cho Nghe Thiên Long, nói ra, đây là chân linh ẩn hiện địa đồ, nếu như các ngươi may mắn tiến nhập đạo trường tầm bảo, cẩn thận một chút, chân linh cũng không tốt đối phó. Đa tạ vương đạo hữu nhắc nhở, trong lòng chúng ta nắm chắc nghe thiên long liên thanh cảm ơn nhận kim sắc gia thú hắn diệt sát chân linh không đơn giản vì chân linh tinh huyết còn mưu đồ chân linh chi hạch nghe đạo hữu từ đạo hữu không có cùng với các ngươi a à. Ung như yên thuận miệng hỏi nàng nghĩ mời huyền cơ thần quân là vương gia tộc nhân xem bói bất quá huyền cơ thần quân thần long kiến thủ bất kiến vĩ bọn họ tìm không thấy huyền cơ thần quân không có ta mời hắn xem bói một tràng hắn có sự tình tiến về giới diện khác không có cùng với chúng ta nghe thiên long giải thích nói huynh như yên có chút thất vọng không có hỏi tới xuống dưới nghe đạo hữu giang đạo hữu các ngươi khó được đến một chuyến không ngại tại thanh liên đảo ở lại để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị vương trường sinh nhiệt tình nói đa tạ vương đạo hữu hảo ý chúng ta có chuyện quan trọng tại thân lần sau đi nghe thiên long viễn chuyển tự tuyệt căn cứ hắn nắm giữ tình báo đạo trường muốn hiện thế ấn lý tới nói đạo trường lần trước tại huyền linh đại lục hiện thế lần tiếp theo sẽ không ở huyền linh thiên tôn đạo trường hiện thế hắn đương nhiên sẽ không tại huyền linh đại lục ở lâu dự định đến địa phương khác tìm kiếm chút vận may vương trường sinh cũng không có miễn cưỡng nói chuyện phím hơn một canh giờ nghe thiên long ba người cáo từ rời đi vương trường sinh nhường vương vĩnh thiên lưu ý huyền linh thiên tôn đạo trường tin tức bế quan tìm tu cũng như yên bế quan tu luyện linh vực tứ quý kiếm tôn tại thanh liên đảo ở mấy năm hướng bọn họ chào từ biệt mang theo bộ phận thái nhất tiên môn đệ tử tiến về huyền quan đại lục bích vân giới kim vân đại lục thiên chúc sơn mạch ở vào kim vân đại lục đông bắc bộ liên miên mấy ức dặm nơi này là chúc tộc tổ địa chúc tộc truyền thừa hơn 10 vạn năm thời kỳ cường thịnh có ngũ vị đại thừa tu sĩ hiện tại đã đi xuống không lớn bằng lúc trước Thiên trúc sơn mạch chỗ sâu, có thể nhìn thấy đại lượng thi thể, đại lượng kiến trúc cháy rồi, hỏa quan trùng thiên. Một tiếng vang thật lớn từ trên cao truyền đến, một đoàn huyết quang từ trên trời giáng xuống, hướng mặt đất đập tới. Huyết quang còn chưa rơi xuống đất, một trận vang dội tiếng thú gào vang lên, một đạo kim sắc sóng âm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến huyết quang mà đi. Huyết quang thu vào, hiện ra huyết đao chân quân thân ảnh, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ sắc mặt tái nhật bọn họ đến bích vân giới phía sau lại làm nghề cũ đánh vào nhiều cái chủng tộc tổ địa hắn liên thủ với sở phượng hiếm có địch thủ bọn họ chọn lựa chúc tộc làm mục tiêu ai có thể nghĩ tới chúc tộc có ba vị đại thừa tu sĩ thực lực còn không yếu huyết đao chân quân huy động trong tay huyết sắc trường đao hướng về hư không một trảm một đạo ánh đao màu đỏ ngòm bao phủ mà xuất đem kim sắc sóng âm mới vỡ nát hắn đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhất tọa kim quang lấp lóe mini sơn phong vừa hiện mà xuất, trong nháy mắt phòng lớn, đối diện nện xuống. Đúng lúc này, hư không tạo nên một trận gợn sóng, kim sắc cự phong dừng ở không trung, vô pháp chạm đến huyết đao chân quân, huyết đao chân quân thừa cơ phi đến sở phượng bên người. Nguyệt tộc Các ngươi thế mà trốn ở chút tộc tổ địa, là sợ hải thanh liên tiên lửa đi. Sở phượng nhíu mày nói, ánh mắt nhìn về phía vạn trượng ngoại hai nam một nữ, cầm đầu là một tên có chút lưng còng kim bào lão giả, thần sắc băng lãnh si kim, đại thừa trung kỳ, nguyệt tộc số lượng không nhiều đại thừa tu sĩ. Giống như dược tộc, thang tộc, nguyệt tộc chờ đại tộc, nội tình thâm hậu, muốn tiêu diệt toàn bộ đại tộc đại thừa tu sĩ cũng không dễ dàng, si huyên bị giết phía sau, nguyệt tộc còn sót lại đại thừa tu sĩ tự phân tán trốn, tránh cho bị tận diệt. Si Kim trốn ở chút tộc tổ địa, vốn cho rằng có khả năng bình an vô sự, ai có thể nghĩ tới bỗng nhiên có đại thừa tu sĩ giết đến tận cửa. Không gian thần thông Ngươi là bác giai yêu thú hóa hình Si Kim nghi ngờ nói, một tên nắm giữ không gian thần thông đại thừa tu sĩ không thể nào là hạng người vô danh, hắn chưa từng nghe nói qua sở phượng, suy đoán sở phượng là bác giai yêu thú hóa hình. Này không trọng yếu, các ngươi cho là có ba tên đại thừa tu sĩ, chính là chúng ta đối thủ A. Sở Phượng cười lạnh nói, lại thêm chúng ta đây. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên, vừa dứt lời, một đạo kim sắc quan xuất hiện ở phía xa chân trời, một cái lấp lóe tự dừng ở không trung đạo quan thu vào, hiện ra một chiếc kim quan lấp lóe phi chu, tuân diệu chờ ngũ vị đại thừa tu sĩ đứng ở phía trên. Bọn họ chuẩn bị đối phó vương gia, tập kết đại thừa tu sĩ, không nghĩ tới vừa tới thiên trúc sơn mạch, lại đụng phải sở phượng cùng huyết đao chân quân nhìn thấy tuân diệu chờ người, sở phượng giật nảy mình, vận khí của bọn hắn cũng quá củ chuối đi đi. Muốn từ tám tên đại thừa tu sĩ trên tay đào thoát cũng không dễ dàng. Đạo hữu chậm đã, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta có cùng chung địch nhân, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Huyết đao chân quân đánh lên giảng hòa. Cùng chung địch nhân. Ai? Tuân Diệu nghi ngờ nói. Thanh liên tiên nữ Chúng ta cùng thanh liên tiên lữ tư oán, bọn họ giết các ngươi thang tộc đại thừa, các ngươi tự không nghĩ báo thù A. À. Chúng ta có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, sở tiên tử nắm giữ không gian thần thông, đại bộ phận trận pháp cũng không ngăn nổi nàng. Nàng có thể thi triển không gian thần thông mang các ngươi tìm nhập vương gia tổ địa, như thế nào? Khuyết đao chân quân thận trọng nói, nếu như thật đánh nhau, hắn rất khó sống sót, dù sao bọn họ chỉ là đại thừa sơ kỳ, trên tay cũng không có huyền thiên tàn bảo dựa vào sở phượng không gian thần thông, khẳng định không phải là đối thủ. Không gian thần thông Tuân Diệu có chút động tâm, vương gia xưa đâu bằng nay, muốn đánh vào thanh liên đảo xác thực không dễ dàng, nếu là có một tên thông thạo không gian thần thông đại thừa tu sĩ tương trợ, xác thực thuận tiện rất nhiều. Hừ, các ngươi nói chúng ta liền tin. Ai biết các ngươi có thể hay không bán chúng ta? Si Kim cười lạnh nói, vẻ mặt vẻ châm chọc chúng ta có thể phía trên huyền linh cấm thư ký lời thề tuyệt không nửa điểm lừa gạt các ngươi muốn là không tin nữa chúng ta cũng không có biện pháp vậy liền chiến đi sở phượng vừa nói một bên lấy ra một tờ huyền linh cấm thư tuân diệu chờ người ra xét huyền linh cấm thư xác nhận không sai phía sau truyền âm bắt đầu giao lưu chúng ta lẫn nhau tại cấm thư trên lưu lại lời thề liên thủ đối phó vương gia này sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tuân diệu tay lấy ra màu vàng kim nhạc trang sách trang sách mặt ngoài có một cái dị thú đồ án liên thủ đối phó vương gia có thể trước việc thiên nguyệt tộc lại nói ta cùng thiên nguyệt tộc có diệt tộc mối thù các ngươi không nguyện ý coi như xong sở phượng cò kè mặt cả đạo lấy thiên nguyệt tộc thực lực nàng muốn báo thù không biết đạo phải chờ tới ngày tháng năm nào nếu là có thể mượn dùng tuân diệu đám người lực lượng báo diệt tộc mối thù nhẹ nhõm nhiều Tuân Diệu chờ người truyền âm giao lưu, đáp ứng, cứ như vậy, bọn họ lẫn nhau tại cấm thư phía trên lưu lại lời thề, bắt tay giảng hòa. Liền dựa vào chúng ta những người này, có thế diệt thiên nguyệt tộc. Sở Phượng nghi ngờ nói, yên tâm, ngoại trừ chúng ta, còn có đằng tộc cùng nhiều cái thế lực, trước cùng chúng ta tiến về điểm tập hợp đi. Cùng một chỗ thẳng hướng huyền dương giới. Tuân Diệu phân phó nói, Sở phượng cùng huyết đao chân quân đều không có cự tuyệt, bọn họ tại cấm thư trên ký lời thề, bọn họ không dám đổi ý một nhóm người rời đi nơi đây, tiến về điểm tập hợp. Thanh một giới, tào gia. Nhất tọa yên lặng trang viên, tào ngọc chân, tào thiên hổ cùng một tên dáng người uyển chuyển váy trắng thiếu phụ ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, ngay tại nói gì đó. Tào nhất thần thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới, trở thành chân tiên tu sĩ tộc nội đều an bài thỏa đáng chúng ta lên đường thôi lam quần thiếu phụ mở miệng nói ra tào ngọc vân đại thừa trung kỳ luyện hóa hàng diễm thạch trở thành hậu thiên linh thể hàng diễm chi thể mở nhất khiếu tào gia linh thể giả không ít có một nửa là hậu thiên linh thể đây chính là tào gia nội tình từng ta liên hệ trường xuân tử cùng huyền trận tử chúng ta cùng lúc xuất phát đi bọn họ cũng dự định tiến về huyền dương giới đi dạo một vòng Hy vọng có thể đủ tiếng nhập đạo trường Tầm Bảo. Tào Ngọc Chân mặt lộ vẻ mơ ước, Tào Ngọc Phượng vì Tào gia khách khanh xem bói, khách khanh tại Huyền Dương giới có đại cơ duyên, bọn họ dự định cùng một chỗ chạy một chuyến Huyền Dương giới, Huyền Dương giới lớn nhất cơ duyên chính là Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường. Tào Ngọc Chân chờ năm tên đại thừa tu sĩ rời đi Thất Tinh Sơn mạch, cùng bạn tụ hợp tiến về Huyền Dương giới. Theo đạo trường hiện thế thời gian tới gần, nhiều cái giao diện đại thừa tu sĩ tiến về Huyền Dương Giới muốn tìm kiếm chút vận may hy vọng có thể tiến nhập đạo trường Tầm Bảo Huyền Dương Giới Thiên Linh Đại Lục Tây Nam Bộ một mảnh liên miên chập trùng xanh biết sơn mạch một chỗ hư không tạo nên một trận gợn sóng hiện ra một cái có trượng đại lỗ trống lỗ trống không ngừng mở rộng một chiếc kim quang lấp lóe cự thuyền từ không trong động bay ra lỗ trống tùy theo khép lại Phú Hải Bạch băng Ngọc Linh Tử chờ hơn 20 vị đại thừa tu sĩ đứng tại bông tàu bên trên, thần sắc khác nhau. Phú Hải biết được đạo trường có di hồn tinh khoáng mạch cùng cửu khiếu tiên một, liên hợp nhiều cái chủng tộc, đồng thời điều động nhiều vị đại thừa tu sĩ tiến về huyền dương giới, hy vọng có thể tiến nhập đạo trường tầm bảo. Cuối cùng đã tới. Phú Hải khẽ thở vào nhẹ nhõm. Trước cùng Thạch Kiển Tộc hỏi thăm một chút đạo trường tình huống, nhất định phải tiến nhập đạo trường tầm bảo. Bạch băng thanh âm nhẹ nhàng, nếu như là muốn đem di hồn tinh cùng cửu khiếu tiên một dẫn đi, nàng tự thử nghiệm độ cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới. Nếu như đem di hồn tinh cùng cửu khiếu tiên một đem tới tay, nàng tại tiên giới cũng dễ dàng một chút. Phú Hải gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, kim sắc cự thuyền sáng lên chướng mắt kim quang, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, tiêu thất ở chân trời, một phiến xanh thảm hải vực, vạn dặm không mây, gió biển trận trận tòa nào đó phương viên trăm dặm hoang đảo, một tên dáng người khôi ngô lam sam đại hán đứng tại nhất tòa dốc đứng cao phong đỉnh chóp, ngóng nhìn hướng không trung. Một đội màu xanh hải âu từ trên cao bay qua, hư không tạo nên một trận gần sóng, hiện ra một cái có trường đại lỗ trống, lỗ trống không ngừng mở rộng, một cổ cường đại hấp lực lăng không hiển hiện, màu xanh hải âu không bị khống chế hướng về lỗ trống bay đi, bị cường đại cương phong xoắn thành một mảnh huyết vũ một chiếc thanh quan lấp lóe cự thuyền từ trong lỗ hổng bay ra, cổ sâm, đằng lỗi, tuân diệu, sở phượng, si kim, huyết đao chân quân chờ hơn 40 vị đại thừa tu sĩ đứng ở phía trên, thần sắc khác nhau, vì đối phó vương gia, đằng tộc, thương minh môn, huyết sát cung liên thủ với cự nhân tộc, lại thêm thang tộc, dược tộc, nguyệt tộc còn sót lại đại thừa tụ tập 43 vị đại thừa tu sĩ, đại thừa hậu kỳ tựu có một người, khai khiếu giả có hơn 6 người, nó trong cổ sâm mở lưỡng khiếu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cổ đạo hữu, tôn sư huynh, các ngươi cuối cùng là đến. Lam Sam đại hán bay tới, rơi vào bông tàu bên trên, vừa cười vừa nói. Lam Phong, đại thừa trung kỳ, linh vực tu luyện tới đại thành, xuất thân thương minh môn. Từ sư đệ, điều tra rõ ràng không có. Nơi này là nơi nào? Cự ly huyền linh đại lục có xa hay không? một tên dáng người mập mập áo lam lão giả mở miệng hỏi áo lam lão giả mặt tròn đôi mắt nhỏ trên thân sát khí trùng thiên tôn lãng đại thừa trung kỳ mở nhất kiếu thương minh môn môn chủ thương minh môn tổ sư gia tại tiên giới sáng tạo thế lực thương minh cung cùng đằng tộc là minh hữu lần này đối phó vương gia lấy được thương minh cung trưởng lão thù ý một là vì tranh đoạt tạo hóa ngọc lộ hai là vì lôi hạnh ngọc tiên quả ba là vì cấp thang tộc báo thù Tiên giới thang tộc cùng đằng tộc liên thủ, chân tiên lên tiếng, hạ giới tu sĩ tự nhiên không dám không nghe theo. Nơi này cự ly càng nguyên đại lục tương đối gần, trước tiên có thể đến diệt thiên nguyệt tộc, lấy được thiên nguyệt tộc huyền thiên chi bảo, lại đi đối phó vương gia tương đối tốt. Lam Phong đề nghị đạo. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Thiên nguyệt tộc bảo vật cũng không ít, đặc biệt là món kia huyền thiên chi bảo càng kim trảm long đao, uy lực cự đại, có vài vị đạo hữu gãy ở bảo vật này phía trên. Một tên cao lớn vạm vỡ kim sam đại hán mở miệng nói ra, vẻ mặt sát khí. Nhung hâm, xuất thân cự nhân tộc, đại thừa trung kỳ, mở nhất khiếu, lực lớn vô cùng. Ha ha, Nhung đạo hữu là muốn này bảo đi, yên tâm, không ai giành với ngươi, bất quá thiên nguyệt tộc đại thừa nhất định phải để cho ta nuôi huyết thi. Một tên ngũ quan diễm lệ huyết quần thiếu phụ ha ha cười nói, trên thân sát khí trùng thiên. Trần Huyên, Đại Thừa Trung Kỳ, Mở Nhất Khiếu, Xuất Thân Huyết Sát Cung. Tiên giới cũng có một cái huyết sát cung, là đằng tộc phụ thuộc thế lực. Việc này không nên chậm trễ, sớm một chút lên đường đi. Hy vọng tất cả thuận lợi. Ly Hỏa Tiên Tử Thúc Dục nói, nàng tại luận đạo đại hội giao hoán đến khai khiếu vật liệu, thành công mở nhất khiếu. Lấy nàng đại thừa hậu kỳ tu vi, mở nhất khiếu, thực lực tăng lên không ít. Nàng là vì lôi hạnh ngọc tiên quả, có lôi hạnh ngọc tiên quả, nàng có thể cân nhắc độ cửu cửu lôi kiếp. Chúng ta tụ tập như thế nhiều vị đại thừa tu sĩ, diệt đi thiên nguyệt tộc không là vấn đề, trước đuổi tới thiên nguyệt tộc tổ địa đi. Thanh Lôi cư sĩ vẻ mặt tự tin, 43 vị đại thừa tu sĩ, 6 tên khai khiếu giả, còn có nhiều kiện huyền thiên chi bảo, diệt đi thiên nguyệt tộc không phải việc khó gì, vương gia cũng không ngoại lệ, diệt vương gia lại đối phó diệp gia. Diệp gia dù sao cũng là chân linh thế gia, Diệp tuyền cơ trên tay có huyền phù thánh tổ luyện chế bí phù, Đông Sơn dẫn đầu hơn 10 vị đại thừa tu sĩ đều không thể cầm xuống Diệp gia, có thể thấy được Diệp gia khó đối phó, bọn họ dự định sau cùng đối phó Diệp gia. Thiên nguyệt tộc cùng vương gia trên tay có nhiều kiện huyền thiên chi bảo, lấy được những này huyền thiên chi bảo, lại đi đối phó Diệp gia tương đối ổn thỏa. Cổ sâm gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, màu xanh cự thuyền linh quang đại phóng, hướng về không trung bay đi, một cái lấp lóe tự tiêu thất ở chân trời. Bắc hàng băng nguyên, nhất tọa bạch sắc trang viên, Diệp Vân Phi đang cùng Diệp Tuyền Cơ ngồi tại nhất tọa bạch sắc thạch đình bên trong, đang nói gì đó, Diệp Tuyền Cơ trên luận đạo đại hội giao hoán đến không ít vật liệu, thuận lợi mở lưỡng khiếu, Diệp gia trước mắt có bảy vị đại thừa tu sĩ, ngoại trừ Diệp Tuyền Cơ, Diệp Vân Phi cùng Diệp Vân thước ba người, bốn người khác đều là tân tấn đại thừa, Đối phó đồng dạng đại thừa tu sĩ không có vấn đề, đối phó đại tộc đại thừa tu sĩ cũng không phải là đối thủ. Ta muốn bế quan tìm tu, không có việc lớn gì, không nên quấy rầy ta." Diệp Tuyền Cơ phân phó nói, trên tay nàng có phòng ngự loại Huyền Thiên Chi Bảo, chỉ cần tiến vào đại thừa hậu kỳ, liền có thể lấy cân nhắc độ cửu cửu lôi kiếp, thành công liền có thể phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân. Có phòng ngự loại Huyền Thiên Chi Bảo, lại thêm trận pháp cùng những bảo vật khác, nàng vượt qua cửu cửu lôi kiếp là mười phần chắc chính sự tình, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở sự tình khác phía trên. Là, tuyền cơ lão tổ. Diệp Vân Phi miệng đầy đáp ứng. Diệp tuyền cơ bàn giao vài câu, nhưng hắn lui xuống, nàng đi vào một gian mật thất, bế quan tu luyện. Huyền Linh Đại Lục, Tử Tinh Đảo, Vương Vĩnh Thiên đứng tại một ngọn núi cao đỉnh chóp, ngóng nhìn hướng không trung lục sắc lôi vân. Vương Tông Vân ngay tại xung kích đại thừa kỳ, đã vượt qua tâm ma quan. Nàng tại dị giới không ít tốn thời gian tu luyện, đánh bóng pháp lực. ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, lục sắc lôi vân như cùng nước sôi đồng dạng lăn lộn phun trào, một đạo đạo thô to lục sắc thiểm điện lần lượt đánh xuống. Đương đạo thứ bảy lục sắc thiểm điện đánh xuống phía sau, lục sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái thân eo thô to lục sắc lôi dao, từ trên cao nhào xuống tốc độ rất nhanh. Hư không hiện lên xuất vô số xích sắc hỏa diễm, phương viên trăm dặm hóa thành một mảnh xích sắt biển lửa. Xích sắt biển lửa lăn lộn phun trào, một cái hình thể to lớn xích sắt hỏa long từ bên trong bay ra, đón lấy lục sắt lôi dao. Lục sắt lôi dao đem xích sắt hỏa long xé vỡ nát, vô số viên xích sắt hỏa cầu bắn ra, lần lượt đập vào lục sắt lôi dao trên thân. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, lục sắt lôi dao thân thể nổ bể ra đến, một đoàn to lớn vô cùng lục sắt lôi quang phóng lên tận trời, đất trung núi chuyển bụi mù đầy trời. Không có qua bao lâu, một tiếng vang vọng đất trời nữ tử tiếng cười to từ lôi quang bên trong truyền ra. Một đạo hồng quang từ lôi quang bên trong bay ra, lạc trước mặt Vương Vĩnh Thiên, chính là Vương Tông Vân. Vương Tông Vân sắc mặt có chút trắng bệch, thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ. Nàng hồi tưởng lại tự mình tu đạo kiếp sống, bồi ngùi mãi thôi, nàng thật vất vả từ hạ giới phi thăng, đi qua rất nhiều nơi, cũng đi qua rất nhiều hiểm địa, không biết đạo chịu bao nhiêu đau khổ mới đi đến một bước này chúc mừng a à. tông vân gia tộc chúng ta lại nhiều thêm một vị đại thừa tu sĩ vương vĩnh thiên hướng vương tông vân chúc mừng vẻ mặt hâm mộ làm phiền ngươi gia chủ vương tông vân vừa cười vừa nói phiền phức gì đó ta chỉ là tới xem một chút ngươi vừa tiến vào đại thừa kỳ về trước đi hảo hảo điều dưỡng đi vương vĩnh thiên đề nghị đạo Vương Tông Vân gật gật đầu, rời đi tử tinh đảo. Thanh liên đảo, thanh liên phong, gian nào đó mật thất đại môn mở ra, vung như yên đi ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng tìm tu mấy trăm năm, thuận lợi đem linh vực tu luyện tới đại viên mãn, đại thừa trung kỳ tu vi, mở lưỡng khiếu, linh vực tu luyện tới đại viên mãn, phần này thực lực đặt ở đại thừa tu sĩ bên trong cũng không nhiều thấy. Hai khỏa vạn linh đạo quả, nhưng nàng hơn vạn năm liền đem linh vực tu luyện tới đại viên mãn. Luận đạo đại hội tới trên trăm vị đại thừa tu sĩ, đem linh vực tu luyện tới đại viên mãn đại thừa tu sĩ không đến 10 ngón số lượng, có thế thấy linh vực có nhiều khó nắm giữ. Một chút đại thừa tu sĩ trầm mê tu luyện linh vực, lĩnh hội mấy vạn năm, cốt một chút tu luyện tới đại thành, kém chút chỉ là nhập môn, làm trễ nải tự thân tu luyện, chậm chạp vô pháp tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Đương nhiên, có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng không nhiều, có phần đại thừa tu sĩ kẹt tại bình cảnh, cả đời vô pháp hóa giải, hoặc là chết tại hiểm địa, hoặc là chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Cũng như yên tiếng giai đại thừa kỳ hơn một vạn năm, có thể tu luyện tới đại thừa trung kỳ, đồng thời đem linh vực tu luyện tới đại viên mãn, này đã tương đối khá. Nàng đi ra ngoài, lấy ra nhất mặt lam sắc truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra, như mộng, ngươi cùng Ngọc Lam tới một chuyến thanh liên phong, ta có lời nói với các ngươi. Là, lão tổ tông. Vương Như Mộng đáp ứng. Hung Như Yên tới đến Thạch Đình ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Vương Như Mộng cùng Vương Ngọc Lam tự xuất hiện ở trước mặt nàng. Vương gia hiện tại có tam vị bác giai chế phù sư, Vương Ngọc Lam cùng Vương Như Mộng có thể luyện chế ra càng không trấn ma phù, Hung Như Yên gánh nhẹ không ít. Vương Ngọc Lam cùng Vương Như Mộng đang muốn hành lễ, bị Ung Như Yên ngăn cản, nghi thức xã giao tự miễn đi, ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người lên tiếng, ngồi xuống, Ung Như Yên cùng với các nàng trò chuyện khởi phù triện chi thuật, nàng tính toán nghiên cứu ra mới bắt giai phù triện, cao giai chế phù sư là có thể nghiên cứu tân phù triện, bất quá hao thời hao lực, phù triện cấp bậc càng cao, càng không dễ dàng nghiên cứu phát minh. Ung Như Yên tạm thời có được vạn linh đạo thể, thôi diễn công pháp không cần thiết, vương gia có không ít công pháp, nàng tính toán theo phù triện mới mặt hạ thủ, nghiên cứu bước phát triển mới bát giai phù triện. Muốn nghiên cứu bước phát triển mới bát giai phù triện cũng không dễ dàng, trình độ chế bùa tương đối cao, còn cần đại lượng vật liệu liên hệ, cũng như yên phù hợp yêu cầu. Lão Tổ Tông, đây là tàn kinh các sửa sang lại, thiên phù chân kinh, ghi chép nhiều loại phù triện phương pháp luyện chế, còn có một chút cao giai chế phù sư chế phù tâm đắc. Vương Như Mộng lấy ra một bản thật dày lam sắc sách vở, đưa cho Ung Như Yên. Thiên phù chân kinh, ghi chép một ngàn loại phù triện phương pháp luyện chế, theo nhất giai phù triện đến bát giai phù triện cũng có, có phần phù triện cần thiết vật liệu tuyệt tích, vô pháp luyện chế ra tới, bất quá có thể cải tiến, đến đổi cải tiến phù triện uy lực, cái này muốn nhìn chế phù sư trình độ chế bùa. Cổ đan phương thượng cổ đại trận cũng giống vậy, nguyên vật liệu đã tuyệt tích, chỉ có thể cải tiến, cải tiến đan phương hoặc là trận pháp khả năng so nguyên trận pháp lợi hại hơn, cũng có thể là so nguyên trận pháp yếu, cái này muốn nhìn cải tiến giả trình độ. Ung Như Yên tiếp nhận lam sắc sách vở, lật nhìn vài trang, nhẹ gật đầu, cùng với các nàng trò chuyện khởi một chút tài liệu luyện chế tuyệt tích phù triện, tính toán nghiên cứu bước phát triển mới phù triện. Này nhất trò chuyện chính là ba ngày ba đêm, Ung Như Yên có không ít cảm ngộ. Tốt, các ngươi trở về tu luyện đi tu vi mới là căn bản, hy vọng các ngươi sớm ngày tiến giai đại thừa trung kỳ. Cung Như Yên để các nàng lôi xuống, nàng đi vào một gian mật thất, lấy ra chế phù vật liệu. Phù triện cần lá bùa làm vật dẫn, muốn luyện chế phù triện, trước muốn luyện chế ra lá bùa. Lá bùa chủng loại phồn đa, phần lớn là dùng yêu thú gia thú luyện chế mà thành, cũng có thể dùng linh mộc, linh dược, khoáng thạch, linh ngọc, xương thú các loại tài liệu luyện chế mà thành, cụ thể xem phù triện yêu cầu mà định. Ung Như Yên đem nhất khối màu vàng kim nhạt da thú ném đến giữa không trung, hạnh hé miệng, phun ra một cổ xích sắc hỏa diễm, bao vây lấy kim sắc gia thú. Tham gia luận đạo đại hội thời điểm, Vương Như Yên cùng nhiều vị bác giai chế phù sư giao lưu phù triện chi thuật, bao quát cải tiến bác giai phù triện tâm đắc. Nàng tính toán nghiên cứu nhất chủng nhằm vào thần hồn bác giai phù triện, phổ thông bác giai phù triện không đối phó được đại tộc đại thừa. Tại vạn linh đạo quả gia trì dưới, Quân Như Yên nghiên cứu phát minh bát giai phù triện tương đối dễ dàng một chút, thời gian từng giờ trôi qua, tại nhiệt độ cao dưới, gia thú chậm rãi phòng lớn, tạp chất chậm rãi bị loại trừ ra ngoài. Càng nguyên đại lục, thiên nguyệt sơn mạch. Sơn mạch chỗ sâu ánh lửa ngút trời, có thể nhìn thấy đại lượng thi thể, rất nhiều kiến trúc sụp đổ. Không trung truyền đến nhất thanh đinh tai nhất ốc tiếng nổ đồng đoàn, một đoàn cực lớn ngân quang cùng lam quang ở trên không sáng lên, vô cùng dễ thấy một đầu kình thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống, đánh vào quan đoàn bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm, một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán theo bên trong bay ra, nền ở một ngọn núi cao đỉnh chóc, ném ra nhất cái hố to. Kim sam đại hán bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, đùi phải không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, phần bụng có nhất cái kinh khủng lỗ máu. Không gian thần thông, hư thiên nhất tộc dư nghiệt. Kim sam đại hán mặt âm trầm nói. Thiên Nguyệt tộc giúp Diệu Âm Tông đối phó Thang tộc, đại trưởng lão Tuân Long bằng vào càng kim trảm long đao chém giết nhiều vị đại thừa tu sĩ, đạt được ba bình tạo hóa ngọc lộ. Tuân Long dùng tạo hóa ngọc lộ đem hơn 10 vạn năm kim đàm lôi liên thúc đến hơn 20 vạn năm. Kim đàm lôi liên cùng lôi hạnh ngọc tiên quả có dị khúc đồng công chi diệu, có thể tăng cường tu tiên giả chống cự lôi kiếp năng lực. Tuân Long phục dụng kim lôi liên hạt sen, thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới cường địch giết đến tận cửa, lưu thủ thiên nguyệt sơn mạch thiên nguyệt tộc đại thừa căn bản không phải đối thủ, địch nhân thế mà nắm giữ không gian thần thông, thiên nguyệt tộc hộ tộc đại trận như không có gì, bị đối phương vụng trộn tìm vào. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhất cái cự đại không gian vòng xoáy lăng không hiển hiện, một cổ cường đại hấp lực lăng không hiển hiện, kim sam đại hán thân thể không bị khống chế hướng về không gian vòng xoáy bay đi. Kim Sam Đại Hán bên ngoài thân Kim Quang Đại Phóng, huy động trong tay càng kim trảm long đao, một đạo lăng lệ kim sắc đao khí tịch quyển mà suốt đêm không gian vòng xoáy trảm vỡ nát. Nhất thanh tiếng xé gió lên, một đầu vàng ống ánh kình thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống, kim sam đại hán đang muốn xuất thủ ngăn cản, nhất cổ cường đại không gian chi lực lăng không hiển hiện, đem hắn cầm cố lại. Kình thiên đại thủ đập vào kim sam đại hán trên thân, kim sam đại hán thân thể như là đậu hủ nghiền nát ra, hóa thành mạng thiên huyết vụ, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, bị kình thiên đại thủ bắt lấy. Kình thiên đại thủ sáng lên chướng mắt kim quang, mini nguyên anh phát ra nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ngất đi. Nhung hâm đem mini nguyên anh ném cho cổ sâm, nói ra, tạo hóa ngọc lộ cũng dùng tới thúc kim đàm lôi liên, tuân long đã phi thăng tiên giới. Cổ sâm đối mini nguyên anh sư hồn, xác nhận nhung hâm không có nói sai, cho mày, không có tạo hóa ngọc lộ, có hai kiện huyền thiên chi bảo cũng không sai, nhanh chóng quét dọn chiến trường, tiến về huyền linh đại lục, diệt vương gia, lại diệt diệp gia. cổ sâm phân phó nói, năm ngón tay khép lại, bóp nát mini nguyên anh. có sở phượng hỗ trợ, bọn hắn rất nhẹ nhàng tìm nhập thiên nguyệt tộc tổ địa, tại tính áp đảo lực lượng phía trước, bọn hắn không có phí khí lực gì, tự tiêu diệt lưu thủ thiên nguyệt sơn mạch đại thừa tu sĩ, không có tổn thất một vị đại thừa tu sĩ. Si Kim chờ người đầy miệng đáp ứng, vơ vét tu tiên tài nguyên. Sau gần nửa canh giờ, cổ sâm khống chế vượt linh bảo thuyền, mang theo hơn 40 vị đại thừa tu sĩ thẳng hướng huyền linh đại lục, tiên giới mảnh vỡ, nhất tọa thế núi dốc đứng cao phong, ngũ nam hai nữ tụ tập tại đỉnh núi, cầm đầu là một tên dáng người yểu điệu váy đỏ thiếu nữ, nhìn nó khí tức, thình lình có đại thừa hậu kỳ tu vi. Tất tỷ tỷ có thể động thủ A một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán mở miệng hỏi thần sắc cung kính bản thể của hắn là chân linh tam túc kim ô có đại thừa trung kỳ tu vi ở đây bảy vị đại thừa tu sĩ sáu vị là chân linh bọn họ ra đời lúc không phải chân linh chỉ là huyết mạch độ tinh thuần tương đối cao bằng vào tiên giới mảnh vỡ bên trong tu tiên tài nguyên thông vệ đồng loại chiết xuất huyết mạch tu luyện thành chân linh bị giới hạn tiên giới mảnh vỡ ước thúc bọn họ vô pháp chủ động rời đi tiên giới mảnh vỡ có thể nhận chủ kẻ ngoại lai đi theo kẻ ngoại lai rời đi bọn họ từ tiểu vô câu vô thúc dựa vào tự thân cố gắng tu luyện thành chân linh căn bản không nguyện ý nhận người khác làm chủ váy đỏ thiếu nữ bản thể là chân linh tất phương cũng là bọn hắn thủ lĩnh nàng là dùng thực lực đánh phục cái khác chân linh tiên giới mảnh vỡ bên trong còn có không ít chân linh hoặc là chết tại đại thiên kiếp phía dưới hoặc là cùng bọn hắn có tử thù không nguyện ý cùng bọn hắn liên thủ, hoặc là bị cấm chế ngăn cách, không có cách nào cùng bọn hắn gặp nhau. Váy đỏ thiếu nữ nhìn về phía một tên ngũ quan thanh tú quần vàng thiếu nữ, nói ra, có thể động thủ, điệp vi, người thi triển không gian thần thông, phối hợp chúng ta mở ra một lỗ hổng, hy vọng có thể chạy đi, bằng không thì chúng ta không hiểu luyện khí bày trận chế phù luyện đan, sớm muộn chết ở chỗ này. Quần vàng thiếu nữ bản thể là bác giai hổ phượng điệp, nàng tu luyện tới bát giai vẫn là không cách nào hóa hình, phục dụng 17 vạn năm thất tinh ngọc chi, lúc này mới thuận lợi hóa thành nhân hình, lấy tên Điệp Vi. Điệp Vi hóa thành nhân hình phía sau, tu luyện hiệu suất đề cao không ít, tu luyện hơn vạn năm, tự từ đại thừa sơ kỳ tiến vào đại thừa trung kỳ. Là, tất tỷ tỷ. Điệp Vi đáp ứng. Nàng bên ngoài thân kim quang đại phóng, phun ra một đạo kim sắc vòng sáng, đánh vào hư không, hư không chấn động vạn vẹo, hiện ra một cái hơn 10 trượng đại lỗ trống cương phong nổi lên bốn phía. Động thủ Váy đỏ thiếu nữ phân phó nói, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành một cái ngoại hình cực giống phi hạt cự điểu. Cự điểu lông vũ hiện ra màu xanh, mơ hồ sen lẫn màu đỏ vàng, miệng là bạch sắc, chính có một chỉ điểu trảo, chính là tất phương. Kim Sam đại hán năm người nhau nhau hiện ra bản thể, theo thứ tự là tam tộc Kim Ô, thất thủ kiêu, cửu đầu điểu, quỷ cưu, kim nguyệt chân thiềm, bọn họ thi triển thần thông công kích lỗ trống, ầm ầm tiếng vang, các loại linh quang ở trên không sáng lên, vô cùng dễ thấy, hư không vỡ ra đến, xuất hiện đại lượng vết rách, toàn bộ hư không phản phất muốn sụp xuống. Thiên linh đại lục, thiên kiển sơn. Nhất tọa u tỉnh trang viên, thạch diễm cùng một tên dáng người uyển chuyển váy vàng thiếu nữ ngồi tại nhất tọa hoàng sắc thạch đình bên trong, đang nói gì đó thiên minh tộc đều đánh tiên giới mảnh vỡ chủ ý, nhìn đến bọn họ là phát hiện bên trong có cái gì tốt đồ vật, có thể nhường thiên minh tộc cảm thấy hứng thú đồ vật, 89 phần 10 cùng tiên nhân có quan hệ. Váy vàng thiếu nữ nhíu mày nói. Thạch thiến, thạch kiển tộc tân tấn đại thừa. Đi qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thạch kiển tộc trước mắt có cửu vị đại thừa tu sĩ, khôi phục nguyên khí, chủ yếu là bọn họ không có ứng diệu âm tông mời, không lẫn vào cái khác tranh đấu, việc âm mị tộc phía sau toàn tâm toàn ý khôi phục nguyên khí thiên minh tộc đại thừa phú hải tự mình dẫn đội tới cửa nghe ngóng tiên giới mảnh vỡ tình huống yêu cầu tiên giới mảnh vỡ địa đồ thạch diễm căn bản không dám không cho dù cho là thạch kiển tộc thời kỳ cường thịnh cũng không phải là đối thủ của thiên minh tộc đồng dạng là đại tộc thạch kiển tộc tổng thể thực lực xa không bằng thiên minh tộc mặc kệ bọn hắn chúng ta ít lẫn vào những chuyện này âm mị tộc thang tộc xích dung tộc của lê tộc chính là ví dụ bảo vật tuy tốt cũng phải có tính mệnh hưởng dụng mới được không khéo đem cả một tộc quần gốc đi vào thạch diễm biểu lộ ngưng trọng thiên nguyệt tộc trợ giúp diệu âm tông đối phó thang tộc chém giết nhiều vị đại thừa hẳn là lấy được tạo hóa ngọc lộ nói đến thiên nguyệt tộc đại trưởng lão tuân long nhiều năm không lộ diện chẳng nhẽ phi thăng tiên giới rồi thạch thiến hiếu kỳ nói có lẽ đi chỉ có thể nói thiên nguyệt tộc cơ duyên không sai chúng ta ít lẫn vào, hiện tại liền thiên minh tộc đều đã tới, thành thật một chút, chọc giận thiên minh tộc, chúng ta thạch kiển tộc căn bản là không có cách truyền thừa tiếp. Thạch Diễm trịnh trọng nói, hắn lấy ra một mặt hoàng quan lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Thạch trưởng lão, việc vui, đại hỷ sự, tiên giới mảnh vỡ tại thiên kiển sơn mạch hiện thế, chúng ta thạch kiển tộc cơ duyên đến một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm nam tử vang lên. Gì đó? Tiên giới mảnh vỡ tại thiên kiển sơn mạch hiện thế. Quá tốt rồi, lập tức thuyên chuyển tinh nhuệ, theo ta đi vào tầm bảo. Thạch Diễm phân phó nói, thần sắc kích động. Là, thạch trưởng lão. Nam tử đáp ứng. Tiên giới mảnh vỡ tại nhà chúng ta cũng hiện thế, thiên minh tộc muốn là biết, sợ rằng sẽ tìm chúng ta gây phiền phức đi. Thạch Thiến có chút lo lắng nói, Thạch Diễm đang muốn nói cái gì, phát giác được gì đó, đi hoàng sắc truyền tấn bàn đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo mừng rỡ nữ tử thanh âm vang lên, Thạch trưởng lão, tiên giới mảnh vỡ tại thiên hồng sơn mạch hiện thế, tộc nhân thông qua đại hình truyền tin trận báo cáo. Gì đó? Tại thiên hồng sơn mạch hiện thế? Thạch Diễm hơi sững sờ, vừa rồi có người báo cáo tiên giới mảnh vỡ tại thiên kiển sơn mạch hiện thế, Hiện tại có người báo cáo tại Thiên Hồng Sơn mạch hiện thế, khó đạo có hai cái tiên giới mảnh vỡ. Vẫn là cửa vào có hai nơi. Không sai, Thiên Chân vạn xác, Tư trưởng lão đã dẫn người tiến nhập tiên giới mảnh vỡ tầm bảo, phái người dùng đại hình truyền tin trận thông tri chúng ta. Nữ tử báo cáo. Biết. Thạch Diễm thu hồi hoàng sắc truyền tấn bàn, mặt lộ vẻ do dự. Chuyện gì xảy ra? Tự tính có hai cái tiên giới mảnh vỡ hiện thế dị tượng cũng không giống đi. Vẫn là nói có hai nơi cửa vào. Thạch Thiến nghi ngờ nói, hẳn là có hai nơi cửa vào, kỳ quái, trước đây chưa bao giờ phát sinh tình huống như vậy, chẳng nhẽ tiên giới mảnh vỡ nội bộ có thay đổi gì. Thạch Diễm vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không hiểu. Được rồi, không cần quan tâm nhiều, thuyên chuyển một nhóm tinh nhuệ tiến nhập tiên giới mảnh vỡ tầm bảo. Chúng ta tại tranh đoạt càng không bình không có đạt được gì đó cơ duyên, không thể bỏ qua một cơ hội này. Thạch Diễm phân phó nói. Rất nhanh, Thạch Kiển Tộc thuyên chuyển một nhóm hợp thể tu sĩ, đi theo Thạch Diễm chờ nhiều vị đại thừa tu sĩ tiến nhập đạo trường tầm bảo. Bắc Hàng băng nguyên, băng phách sơn mạch. Diệp Tuyền Cơ, Diệp Vân cùng Diệp Vân Phi đứng tại một ngọn núi cao đỉnh chót, ngóng nhìn hướng trên bầu trời một cái hơn vạn trượng cao cửu sắc Quang môn. Quan môn mặt ngoài có thể nhìn thấy chân long thiên phượng kỳ lân huyền vũ chờ chân linh, Thanh thế kinh người, tiên giới mảnh vỡ hiện thế. Thế mà ngay tại nhà chúng ta cổng, chúng ta diệp gia cơ duyên đến. Diệp vân phi kích động nói, diệp gia hiện tại có cử vị đại thừa tu sĩ, phần lớn là tân tấn đại thừa tu sĩ, thuyên chuyển một chút hợp thể tu sĩ. Theo chúng ta tiến nhập tiên giới mảnh vỡ tầm bảo. Diệp tuyền cơ phân phó nói, tiên giới mảnh vỡ tại diệp gia cửa nhà hiện thế, bọn họ tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội lần này phái người đi vào tầm bảo. Diệp Vân thước lên tiếng, lấy ra truyền tấn bàn liên hệ tộc nhân. Một chén trà thời gian phía sau, Diệp Tuyền cơ chờ ngũ vị đại thừa tu sĩ mang theo một bộ phận hợp thể tu sĩ tiến nhập đạo trường tầm bảo, một phiến xanh thảm hải vực, vạn dặm không mây, gió biển trận trận. Một cái hơn vạn trượng cao cửu sắc quan môn phiêu phù ở trên bầu trời, quan môn mặt ngoài có thể nhìn thấy chân long thiên phượng kỳ lân huyền vũ hư ảnh một vệt kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời, một cái lấp lóe phía sau, ngừng lại. Động quang thu vào, hiện ra một chiếc kim quang lấp lóe cự thuyền, phú hải, bạch băng, ngọc linh tử chờ hơn 20 vị đại thừa tu sĩ đứng tại bong tàu bên trên, thần sắc kích động. Ha ha, đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, cơ duyên của chúng ta đến. Ngọc Linh tử hưng phấn nói, bọn họ cùng thạch kiển tộc yêu cầu huyền linh thiên tôn đạo trường địa đồ phía sau, khống chế vượt linh bảo thuyền bốn phía chạy, hy vọng đụng phải huyền linh thiên tôn đạo trường hiện thế. Đi, chúng ta tiến nhanh đi tìm bảo, nhất định phải đem di hồn tinh cùng cửu khiếu tiên một đem tới tay, phú hải pháp quyết vừa bấm, kim sắc cự thuyền sáng lên chướng mắt kim quang, bay vào cửu sắc quang môn bên trong không thấy. Một canh giờ sau, một đạo ngân sắc trường hồng từ đằng xa bay tới, rõ ràng là một chiếc ngân quan lấp lóe cự thuyền, nghe vũ đình, thiên hữu thần quân, nghe thiên long chờ nhiều vị đại thừa tu sĩ đứng tại bông tàu bên trên, thần sắc kích động nhìn qua không trung cửu sắc quan môn. Huyền Linh Thiên Tôn Đạo Trường Nghe Vũ Đình thần tình kích động Bọn họ rời đi huyền linh đại lục phía sau Khống chế vượt linh bảo thuyền chạy khắp nơi Thật đúng là bị bọn họ đụng phải huyền linh thiên tôn đạo trường hiện thế Đều nói gian đạo hữu vận khí tốt Trước đây ta là không tin, hiện tại ta tin. Một tên ngũ quan diễm lệ váy trắng thiếu phụ vừa cười vừa nói. Nghe thiên tuyết, đại thừa sơ kỳ. Hắc hắc, nghe tiên tử nói đùa. Thiên hữu thần quân cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý, đi thôi. Chúng ta tiến nhập đạo trường tầm bảo, hy vọng có thể giết một đầu chân linh. Nghe thiên long pháp vừa bấm, ngân sắc cự thuyền sáng lên chướng mắt ngân quang, bay vào cửu sắc quang môn. Một phiến đen nhánh hải vực, một chiếc thanh quan lấp lóe cự thuyền lướt qua không trung, tốc độ rất nhanh. Cổ sâm chờ hơn 40 vị đại thừa tu sĩ đứng tại bông tàu bên trên, thần sắc khác nhau. Bọn họ diệt đi thiên nguyệt tộc phía sau, trực tiếp thẳng hướng huyền linh đại lục, một đường bên trên, đụng phải bất kỳ chủng tộc nào, toàn bộ diệt đi. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, không dùng đến nửa tháng, liền có thể đến thanh liên đảo. Tuân Diệu Hưng Phấn nói. Cổ sâm gật đầu nói, Đến lúc đó sở tiên tử mang bọn ta chui vào thanh liên đảo Chuyện còn lại liền dễ làm Lưu thủ thiên nguyệt sơn mạch đại thừa tu sĩ có 5 người nhiều Nếu như chính diện tiến đánh thiên nguyệt sơn mạch Bọn họ muốn diệt đi ngủ vị đại thừa tu sĩ cũng không dễ dàng Dù sao địch nhân có thể chạy trốn Sở phượng thi triển không gian thần thông Dẫn bọn hắn chui vào thiên nguyệt sơn mạch Chuyện còn lại liền dễ làm Cổ sâm chờ 43 vị đại thừa tu sĩ đồng loạt ra tay 6 tên khai khiếu giả còn có nhiều kiện huyền thiên chi bảo, mà thiên nguyệt tộc đại trưởng lão Tuân Long đã phi thăng tiên giới, lưu thủ thiên nguyệt sơn mạch thiên nguyệt tộc đại thừa căn bản không phải đối thủ, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ đều không thể diệt sát một tên đại thừa kỳ địch nhân. 43 đối với ngũ, nó trong có 6 tên khai khiếu giả, vẫn là len lén lẻn vào, này nếu như bị thiên nguyệt tộc giết một tên đại thừa tu sĩ, chỉ có thể nói cổ sâm chờ người là phế vật. Vương gia truyền thừa thời gian không dài, hộ tộc đại trận hẳn là vô pháp khắc chế không gian thần thông, chui vào thanh liên đảo không phải vấn đề gì. Sở phượng vẻ mặt tự tin, cổ sâm gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, trước mặt hư không tạo nên một trận gợn sóng, truyền đến một trận kinh lôi thanh âm, một cái hơn vạn trượng cao cửu sắc quan môn lăng không hiển hiện, phiêu phù ở trên bầu trời, quan môn mặt ngoài có thể nhìn thấy chân long thiên phượng kỳ lân huyền vũ hư ảnh. Đây là huyền linh thiên tôn đạo trường sở phượng hoảng sợ nói, thần sắc kích động. Hư thiên nhất tộc đại thừa tu sĩ từng tiến vào đạo trường tầm bảo, sở phượng tự nhiên biết đạo trường hiện thế dị tượng. Cổ sâm chờ đại thừa tu sĩ sắc mặt ngưng tụ, bọn họ tự nhiên nghe nói qua huyền linh thiên tôn đạo trường. Nhìn đến vận khí của chúng ta không sai, thế mà đụng phải huyền linh thiên tôn đạo trường hiện thế, ha ha, cơ duyên của chúng ta đến. Nhung hâm hưng phấn nói. Nhanh đến vương gia, hay đi trước tầm bảo? Huyết đao chân quân hỏi, đi trước tầm bảo, vương gia có thể muộn một chút lại đối phó, không biết có bao nhiêu đại thừa tu sĩ muốn đi vào đạo trường tầm bảo, đều không có vận may này. Sở phượng đề nghị đạo. Cổ sâm rất là tán thành, vương gia chạy không được, đạo trường đang ở trước mắt hiện thế, không có lý do từ bỏ tầm bảo đi đối phó vương gia. Nghe nói Quảng Vân giới Quảng Vân tán nhân tại đạo trường thu hoạch được một cái huyền thiên chi bảo, không biết chúng ta có hay không vận may này. Trần Huyên Hiếu Kỳ nói. Đạo trường lần trước tại huyền linh đại lục hiện thế, thanh liên tiên lữ tiến nhập đạo trường tầm bảo, lúc này mới tu vi đại tiến, chúng ta có 43 vị đại thừa tu sĩ, khẳng định có thể vơ vét đến không ít tu tiên tài nguyên. Ly hỏa tiên tử mặt lộ vẻ mơ ước. Cổ sâm gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, màu xanh cự thuyền linh quang phóng đại, bay vào cửu sắc quan môn bên trong thanh liên đảo, thanh liên phong, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ, bên ngoài thân bảo bọc một trận lam sắc hào quang. Một trương truyền âm phù bay tiến đến, lạc ở trước mặt của hắn. Vương Trường Sinh có chỗ phát giác, bên ngoài thân lam sắc hào quang tán đi, mở hai mắt ra, ngón tay hắn bắn ra, một đạo lam quang bay ra, đánh trúng vào truyền âm phù, truyền âm phù tự đốt, cung như yên trịnh trọng thanh âm vang lên, phu quân, tiên giới mảnh vỡ tại đất liền hiện thế trần sư tỷ bọn họ đã đã chạy tới phái người thông tri chúng ta tiên giới mảnh vỡ tại đất liền hiện thế vương trường sinh hơi sững sờ theo hắn biết tiên giới mảnh vỡ chưa bao giờ liên tiếp hai lần tại đồng nhất khối khu vực xuất hiện lần trước đã tại huyền linh đại lục hiện thế lần này thế mà còn tại huyền linh đại lục hiện thế hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cung như yên vương thanh sơn vương mạnh bân vương thanh phong Bạch Ngọc Kỳ, Liễu Hồng Tuyết, Vương Anh Kiệt, Đổng Tuyết Ly, Bạch Linh Nhi, Vương Nhất Đao, Vương Ngọc Lam, Vương Như Mộng, Vương Nhất Nhị, Vương Tông Vân, Vương Thanh Bạch chờ người ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, thần sắc khác nhau. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Bạch Ngọc Kỳ, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Nhất Đao đều mở nhất khiếu, Vương Thanh Sơn đem linh vực tu luyện tới Đại Thành Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Bạch Ngọc Kỳ, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Nhất Đao đem linh vực tu luyện tới Tiểu Thành. Vương Anh Kiệt, Bạch Linh Nhi, Đổng Tuyết Ly, Vương Ngọc Lam, Vương Như Mộng cùng Vương Thanh Bạch đem linh vực tu luyện tới nhập môn. May mắn mà có Vương Trường Sinh thúc vạn linh đạo quả, cho bọn hắn vạn linh đạo quả phục dụng lĩnh hội linh vực. Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân đều tu luyện tới Đại Thừa Trung Kỳ, Vương Nhất Đao chờ người hay là Đại Thừa Sơ Kỳ, Thanh Phong, Tuyết Ly, Như Mộng, các ngươi lưu thủ Thanh Liên Đảo, cái khác người cùng chúng ta tiến nhập tiên giới mảnh vỡ tầm bảo, đem tộc nhân an trí tại bí cảnh bên trong, mở ra hộ tộc đại trận. Vương Trường Sinh phân phó nói, thanh liên đảo nhất định phải có đại thừa tu sĩ tọa trấn, Vương Thanh Phong mở nhất khiếu, nhưng hắn lưu thủ thanh liên đảo, bọn họ có thể an tâm tiến nhập đạo trường tầm bảo. Lần này, hắn không có ý định mang lên hợp thể tu sĩ. Cha, nhường như mộng lưu thủ thanh liên đảo là được rồi đi. Ta muốn tiến vào đạo trường tầm bảo. Vương Thanh Phong nói nghiêm túc. Lão Tổ Tông, ta tọa trấn thanh liên đảo là được rồi. Vương Như Mộng chủ động xin, nàng làm sao không nghĩ tiến nhập tiên giới mảnh vỡ tầm bảo, nhưng thanh liên đảo cũng nên có đại thừa tu sĩ tọa trấn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.